better homes a reality for everyone, everywhere. LIXIL's innovations come to life through our unique combination of capabilities. Design. 建築の中に収まった時の洗練された美しさ、そういったところに意識をしています。使う人が使いやすいものを考えてデザインしています。Human-centric innovation. 人に寄り添った商品作りということを一番大事にしています。Quality. We deliver a quality by delivering an experience, not just a product. Quality is never an accident. It is always the result of high intention. Expertise.エキスパートたちがたくさんいます。そういう方々と連携してですね、お客様に豊かな生活を提案できると。Entrepreneurship. In our everyday work, we act as entrepreneurs with speed and ownership, without being constrained by the way we used to do it in the past. This entrepreneurial mindset helps us overcome challenge, learn from our mistakes, which are just investment in the future.We stay committed to our vision and we forge ahead. At LIXIL, we use our expertise in scale to pursue initiatives that improve people's quality of life. We strive to contribute to society through our business by focusing on three strategic pillars: global sanitation and hygiene, water conservation and environmental sustainability, and diversity and inclusion. Work to make better homes a reality for everyone, everywhere. LIXIL. Reality for everyone, everywhere. LIXIL's innovations come to life through our unique combination of capabilities. Design. 建築の中に収まった時の洗練された美しさ、そういったところに意識をしています。使う人が使いやすいものを考えてデザインしています。Human-centric innovation.人に寄り添った商品作りということを一番大事にしています。Quality. We deliver a quality by delivering an experience, not just a product. Quality is never an accident. It is always the result of high intention. Expertise.エキスパートたちがたくさんいます。そういう方々と連携してですね、お客様に豊かな生活を提案できると。Entrepreneurship. In our everyday work, we act as entrepreneurs with speed and ownership, without being constrained by the way we used to do it in the past. This entrepreneurial mindset helps us overcome challenge, learn from our mistakes, which are just investment in the future.We stay committed to our vision and we forge ahead. At LIXIL, we use our expertise in scale to pursue initiatives that improve people's quality of life. We strive to contribute to society through our business by focusing on three strategic pillars: global sanitation and hygiene, water conservation and environmental sustainability, and
diversity and inclusion. With 75,150 countries, we work to make better homes a reality for everyone, everywhere. Vâng, xin chào. Vâng, xin chào các quý vị khán giả. Tôi là Quỳnh đến từ Lixin, cũng là đại diện của ban tổ chức chương trình. Xin chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình AOP Mini Talk mùa 2 nhìn về văn hóa kiến trúc Việt. Chương trình do Lixin Việt Nam khởi xướng với sự đồng hành của Ago Hub Tiếng Việt và X Hub. Thì chương trình AOP Mini Talk là một chương trình năm nay thì đã đến mùa thứ 2 và mùa 1 của chương trình đã có kiến trúc sư. Mùa 2 của chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục diễn ra trên online với sự đồng hành của hai cố vấn xuyên suốt chương trình là tiến sĩ kiến trúc sư Phó Đức Tùng và nhà nghiên cứu Nguyễn Sử cùng với sự điều phối của kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh. Thì chương trình ALP Mini Talk là một chương trình mở rộng của chương trình Architecture Leaders Perspective do Lixin Việt Nam khởi xướng dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và đồng hành của Kiến Việt. Trong suốt khoảng 6 năm qua, bắt đầu từ năm 2016 khi mà chương trình ALP ra đời. Chương trình ra đời với mục đích là đem đến một cái chương trình có quy mô trên toàn quốc nhằm đem đến cơ hội và xây dựng trên những cái hoạt động đa dạng, ví dụ như là triển lãm, xuất bản sách, tọa đàm, thẩm chiếu phim. Và sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh thì năm nay chương trình AOP sẽ tiếp tục quay trở lại, quy tụ sự tham gia của nhiều bên, từ những chủ đầu tư, những văn phòng kiến trúc thiết kế cũng như là các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, nhằm đem đến những cái giải tương lai không gian sống Việt Nam. Thì trong thời gian tới thì chương trình sẽ được ra mắt tới quý vị và các anh chị, và rất hy vọng là chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các quý vị anh chị cũng như là của cộng đồng nói chung. Và quay trở lại với chương trình ALP Mini Talk mùa 2 hôm nay thì chúng ta đã đến ALP Mini Talk số 7, chủ đề kiến trúc thi ca, với sự tham gia của diễn giả là kiến trúc sư Hồ Viết Vinh. Anh Hồ Viết Vinh là một kiến trúc sư đã có dày dặn kinh nghiệm thực hành nghề với trên 26 năm kinh nghiệm, và anh cũng tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Phải kể đến là giải đặc biệt của cuộc thi kiến trúc quốc tế do Sẹc Si Phong Toa tổ chức với chủ đề là Thành phố Cảm xúc Cần Giờ. Và trong suốt cái quá trình thực hành nghề của mình thì anh Hồ Viết Vinh thì cũng đã có những cái đóng góp trong những cái tiến trình định hình và tiếp nối di sản thông qua việc chủ trì nhiều cái đề tài liên quan đến di sản như là đền Sài Gòn, chợ lớn Gia Định hay là không gian nghệ thuật Lê Bá Đà, vân. Thì những thiết kế của anh Vinh thì cho thấy là một cái tâm hồn rất là nghệ sĩ, trong đó thì chúng ta có thể cảm nhận được thơ ca, cảm nhận được cái sự yêu mến của anh đối với nghệ thuật, đặc biệt là sự tôn trọng đối với thiên nhiên, cũng như là một cái tâm thái của một người thực hành thiền ở trong đó. Thì không để quý vị và các anh chị chờ lâu hơn nữa, bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe kiến trúc sư Hồ Viết Vinh chia sẻ một số cái trải nghiệm của anh cũng như là góc nhìn của anh về kiến trúc. Xin mời anh Vinh ạ. Dạ vâng, xin mời anh Vinh ạ. Dạ, cảm ơn Quỳnh, cảm ơn chương trình. Lời đầu tiên mới 2022, toàn thể anh chị và các bạn đang theo dõi cái webinar Mini Talk số 7, cái chủ đề kiến trúc thi ca do Lixin Việt Nam phối hợp với Agro Hub tổ chức hôm nay. Chủ đề mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn hôm nay thành trong cái khoảng thời gian 25 năm. Tôi nhớ rằng là khoảng vào năm 2000, khi đang thực hiện một cái luận văn cao học với đề tài quản lý sự đa dạng hình thái không gian và nâng cao giá trị di sản đô thị Huế,
thì đã đặt ra một cái nghi vấn rất là lớn, đó là tại sao với cái bàn tay của người thợ thủ công và cái kỹ thuật xây dựng thô sơ ở đầu cuối thế mà một tuyệt tác về bài thơ đô thị Huế gọi là Un chef d'œuvre de poésie urbaine đã được Hội đồng Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO ban tặng cho Huế vào năm 1993. Thì cái nghi vấn này thì đã được chúng tôi tìm tòi, tham vấn các nhà và nghiên cứu văn hóa lịch sử, các nhà hoạt động các cái văn bản của triều đình khi mà tiến hành để cho công cuộc xây dựng kinh thành Phú Xuân, kinh đô của triều Nguyễn. Thì tôi mới nhận ra rằng là tất cả các cái tuyệt tác đều được làm ra bằng tâm hồn, và di sản Huế không phải là một ngoại lệ. Từ cái minh dạ cho chính bản thân mình thì tôi mới thấy rằng là vậy đã đúc lên cái khung cảnh như vậy, và qua một cái quá trình dày công nghiên cứu thì tôi thấy rằng cái bài thơ đô thị Huế nó được dệt lên, được đúc lên bằng khung cảnh, bằng con người và bằng cái bàn tay và tâm hồn của người Việt khắp cả nước. Bởi vì chúng ta đều biết rất rõ rằng là tỉnh thành Huế được ngoài Bắc đến các vùng miền của đất nước, và đó là một nơi tụ hội tinh hoa và trái tim để xây dựng lên một cái kinh đô thời kỳ độc lập toàn vẹn lãnh thổ và mạnh mẽ nhất của Việt Nam. Thì đó là cái lý do mà tôi theo đuổi cái chủ đề này trong cả suốt cái cuộc đời làm nghề mình. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn không phải là một bài giảng, không phải là một cái nghiên cứu chuyên sâu, mà đó chỉ là một chia sẻ hồn mình trong cái quá trình làm nghề, trong quá trình sống, làm việc và luôn luôn suy nghĩ về làm sao để kiến trúc có thể đóng góp gì đó cho cái cuộc sống, cho cái sự bình an, và đặc biệt là cho cái sự thịnh vượng của một cái vùng đất ấy lớn hơn nữa, là cho cái sự lớn mạnh của cái đất nước của con người Việt Nam. Thì kính thưa quý vị, các bạn và các anh chị lắng nghe, thì cái hình chúng ta đang xem ở cái cạnh của Hồ Tràm, và tôi đã vẽ nhiều cái thực địa với một cái con đường rất là mộc mạc, đơn sơ. Phía cuối con đường đó là một cái ánh sáng buổi hoàng hôn, với một cái căn nhà rất là đơn sơ, bằng lá. Nhưng mà tất cả những cái khung cảnh này nó đã tạo cho tôi cảm giác cảm xúc mộc mạc, và nó đã nói lên tất cả những tâm hồn rất là thiên nhiên của cái người nông dân sống ở làng quê Việt Nam. Bất cứ từ nơi đâu, và đặc biệt thì tôi đã thể hiện cái này là cái vùng nông thôn ở Hồ Tràm và Điện Tàu. Thế thì cái phần trình bày của tôi thì nó chia thành bốn ý chính. Thứ nhất là chúng tôi hướng đến cái khái niệm về kiến trúc thiên ca. Vấn đề thứ hai là cái bản thể của nó là gì ở cái góc độ triết lý. Và ở cái góc độ này thì chúng ta sẽ nhìn nó được nhìn nhận ở cái góc độ nào. Và tiếp đến là cái vấn đề hiện tượng phenomenology, tức là tôi muốn biết về cái hiện tượng của nó, cái sự xuất hiện biến thể của nó, và cái phần cuối cùng là manifestation, tức là cái sự biểu hiện thông qua cái tâm hồn và chính cái thiết kế. Thì đó là bốn cái phần mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. Cái đầu tiên là vấn đề khái niệm mà chúng tôi hay gọi là concept. Thì một nhà văn, triết gia, nhà phê bình nghệ thuật người Anh thời Victoria, gọi là John, ông là John, mất năm 1900. Thì trong tác phẩm Poetry of Architecture năm xuất bản năm 1837, thì ông đã xem rằng là kiến trúc thi ca thì mang đặc trưng nghệ thuật và góp phần tạo nên bản sắc. Nó thì được đặt ngang hàng kiến trúc của từng cái khu vực, và không chỉ chú ý đến sự thích ứng về vị trí của công trình, khí hậu, mà còn là sự tương đồng một cách mạnh mẽ, và đặc biệt nhấn mạnh đến cái kết nối dòng tâm thức khác biệt trong từng cái làn địa. Thì cái định nghĩa này hay là cái nhìn nhận này của
của John Ruskin thì cho tôi một cái nó đã vượt ra khỏi cái hình thể vật lý của kiến trúc mà để đạt đến cái tâm hồn đồng điệu với khung cảnh môi trường và đặc biệt với cái văn hóa bản địa. Thì đó là cái khái niệm mà tôi bám vào và tôi xem như là một cái định hướng cho cái việc tiếp cận với thời gian dài. Thứ hai nữa là nói về bản thể. Thì bản thể ở đây thì chúng ta có hai cái khái niệm về thi ca và về kiến trúc. Thì về thi ca thì như chúng ta thấy rằng là thi tức là theo cái từ Hán Việt thì chúng ta có văn, tức là có là thi ca, tức là thi thì là văn là ca, là cái khúc hát mà nó có cái tiết tấu của âm nhạc. Chính vì vậy mà thi ca thì là một cái tác phẩm văn học, nó thể hiện cảm xúc và ý tưởng, mình cảm thông qua cái hình thức và nhịp điệu riêng biệt, thì đó gọi là thi ca. Thì cái thi ca đó nó phát thai trong cái sự cao siêu và huyền bí, và thời gian cất tiếng và cần sự cảm nhận để diễn bày. Thì đó là cái ý nghĩa của thi ca. Cái nội dung thứ hai đó là cái về kiến trúc là gì? Tôi cho rằng là cho đến hiện nay thì có rất nhiều định nghĩa kiến trúc, nhưng một cái định nghĩa về kiến trúc mà nó đập tới cái tâm hồn của tôi ở cái kiến trúc thi ca, đó là cái của Thái Tử Sạc. Thái Tử Sạc trong cái cuốn, trong cái bài phát biểu đối diện với tương lai kiến trúc thế kỷ 21 thì đã nói rằng kiến trúc là một ngôn ngữ. Ông xác định kiến trúc là một ngôn ngữ, và cái thiết kế mới thì phải tuân theo cái quy tắc ngữ pháp và tránh sự lạc điệu với cấu trúc hiện hữu. Tôi cho rằng đây là một cái thì nhận một cái nhìn nhận về cái định kiến trúc, tức là nó vượt ra ngoài cái cấu trúc vật lý để nó chạm tới cái ngôn ngữ thi pháp tạo hình, và đặc biệt nó nhấn mạnh cái sự liên tục của kiến trúc qua các giai đoạn lịch sử, mà ở đó cái vấn đề ngữ pháp hay là ngôn ngữ tạo hình nó có được một cái sự đồng điệu qua thời gian. Và chính vì vậy mà kiến trúc nó phải chạm đến cuộc quanh nó, và nó tạo ra cái chiều sâu của không gian và thời gian. Thì hai cái khái niệm này khi ghép lại với nhau thì cái kiến trúc thi ca là cái sự hòa hợp giữa kiến trúc và thiên nhiên, kết hợp với cái hoạt động của con người để nó đúc nên một cái khung cảnh, mà khung cảnh này là một khung cảnh nên thân thể. Tôi cho rằng cái sự hòa hợp giữa kiến trúc, thiên nhiên và con người ở một cái mức độ nó đã đúc lên được một cái khung cảnh nên thơ. Thì đó là cái nhìn nhận của tôi về cái bản thể của kiến trúc thi ca. Tiếp đến chúng ta qua cái phần hiện tượng, tức là phenomenology của cái kiến trúc thi ca, thì nó biểu hiện bằng cái cách thức như thế nào. Thì về mặt hiện tượng thì chúng ta thấy bằng nghệ thuật tỷ phú, nghệ sự đa dạng của cái hữu hình thì hòa quyện trong cái sự tinh tài của cái vô hình để tạo nên cái hồn của nơi chốn. Và nghệ thuật tạo hình kiến trúc thì phải lấy cái ngôn ngữ không gian hợp nhất cùng với cái thể biểu hiện để đúc lên một khung cảnh tập chất thi ca. Ở đây chúng tôi cho rằng là cả hai cái yếu tố, đó là cái hữu hình và cái vô hình. Cái vô hình là cái chúng ta có thể nắm bắt qua cái năm cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn có lý do cái vô hình nó gồm có thế giới ý niệm và cái thế giới của vô thức, thì cái đó chúng ta phải nắm bắt qua cái chất của thi ca. Thì hai cái này nó quyền vào nhau thì nó mới trở nên một cái hiện tượng. Và chúng tôi có một cái cách để đi theo cái để tạo cho mình cái phương cách thức để làm, đó là make invisible visible, tức là làm cho cái vô hình nó trở nên hữu hình. Tức là bắt cái thời gian, cái không gian nó phải quyền vào nhau để nó thể hiện trên cái nền của kiến trúc, để ở đó mọi cái sự vô hình và hữu hình nó cùng cuốn chặt với nhau để nó. Thì đó là cái tôi để đi qua ba cái khái niệm về khái niệm bản thể và hiện tượng. Thì để làm rõ cho cái nhận định này thì tôi đi đến cái phần thứ tư là cái biểu hiện manifestation, tức là trên cái nền tảng biểu hiện bằng kết cấu, có người biểu hiện bằng hình thức, có người thể hiện bằng chức năng, có người thể hiện bằng cái dáng của hình thể, cái không gian đó, thì nó tạo nên để nó biểu đạt được hết các cái ý nghĩa về cái thứ ta. Riêng bản thân mình thì chúng tôi muốn có
hôm nay trình bày ba cái ví dụ mà cũng như là ba cách tiếp cận về cái không gian nghệ thuật Lê Bá Đạt ở Huế. Công trình thứ hai đó là cái nhà san hô ở Hồ Tràm, và cái thứ ba muốn chia sẻ cho các bạn và các chị vườn Lý Thiên Niên Kỳ ở cùng giáo viên Huế. Thế thì cái công trình đầu tiên đó là cái không gian nghệ thuật Mê Mô Đạt, Lê Bá Đạt hay gọi là Lê Bá Đạt, và cũng không phải là một cái bảo tàng bình thường để trưng bày tác phẩm nghệ thuật, mà đây có một cái mong muốn đó là tái hiện lại cuộc đời và tái hiện lại những cái quan điểm triết lý sáng tác của họa sĩ Lê Bá Đạt. Thì như chúng ta biết là họa sĩ Lê Bá Đạt sinh năm 1921, là một họa sĩ đa chất liệu được nhận huân chương văn hóa nghệ thuật Pháp với nghề danh đó là bậc thầy của hai thế giới Đông Tây, tức là ông dùng cái kỹ thuật của phương Tây trong cái tình cảm, ý niệm và tạo hình của phương Đông, và các cái tác phẩm của ông thì vùn đắp và nó thể hiện cái triết lý là cái tình và cái cảm của người nghệ sĩ đối với con người, quê hương và thiên nhiên tươi đẹp ở Việt Nam. Thì chúng ta trên các cái trang website chính thức của cái không gian nghệ thuật Lê Bá Đạt, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng rất nhiều các tác phẩm của ông. Ở đây chúng tôi xin không nói sâu về cái cuộc đời sự nghiệp, là chúng tôi chỉ mong muốn chuyện mà khi chúng ta viếng thăm nó thì chúng ta sẽ thấy cái tâm hồn của một cái người nghệ sĩ đã sáng tác lên, tạo ra rất là nhiều cái tác phẩm cuộc sống. Và để đầu tiên khi tiếp cận cái thiết kế cái không gian nghệ thuật Lê Bá Đạt này, thì chúng tôi đã khảo sát cái địa thế ở đây. Bên trái là chúng ta thấy cái không gian nghệ thuật Lê Bá Đạt. Đây là một cái khu vực cảnh quan nằm trong cái hệ dãy núi Tiền Án của Lăng Hải Đình, và trong cái vùng núi non trùng điệp ở cái phần Tây Nam của kinh thành Huế. Đây là một cái vùng phải nói là giữ cái linh khí cho toàn bộ cái, và phía bên phải đó là cái hình ảnh mà tác phẩm của các giấy tạo hình gọi là Les Pas de Lê Bá Đạt. Đây là một tác phẩm về mặt tạo hình, nửa là hội họa và một nửa là điêu khắc. Trên các thể nhìn thấy ở đó có hình ảnh của người nông dân, hình ảnh của gia đình, hình ảnh của đồng lúa, hình ảnh của ao hồ, hình ảnh của núi non, và cái cuộc sống và những cái vết chân của người Việt đã định hình lên cái không gian văn hóa. Và chúng ta mặc dù nhìn cái một bức tranh rất nhỏ, nhưng mà chúng ta có thể hình dung ra cả một cái sự rộng, cái tài của ông, của họa sĩ Lê Bá Đạt là muốn gói ghém những cái tình cảm của mình về quê hương và để chuyển thành những tác phẩm nghệ thuật để mà quảng bá ra thế giới. Thì chúng ta sẽ thấy những cái tác phẩm này bằng thật ở không gian Lê Bá Đạt. Hồi ghé thăm Huế, chúng tôi cũng có cái lời mời để viếng thăm, và chúng ta có cơ hội để nhìn thấy cái tác phẩm thật về cái những cái sáng tạo này. Thì chúng tôi lại dựa vào cái ý niệm này để chúng tôi tái tạo ra một cái không gian mà đó có sự kết hợp giữa cái đặc trưng của nơi chốn và của họa sĩ Lê Bá Đạt trong cái tác phẩm. Và một lần nữa chúng ta sẽ thấy cái hình panorama toàn bộ cái rừng thông ở phía trước, và nó là cái phong, cái nền cho toàn bộ các cái công trình để hướng vào cái cảnh quan thiên nhiên này. Và khi thực hiện nghiên cứu ở công trình này thì chúng tôi thực hiện tất cả bằng tay, và chúng tôi sau đó thì chúng tôi mới chuyển vào cái kỹ thuật 3D hay là các kỹ thuật đồ họa khác để mà chuyển đổi cái này trở thành các loại kỹ thuật. Bởi vì khi mà làm các cái tác phẩm này thì chúng tôi cho rằng là cái cảm xúc chúng ta phải nắm bắt rất là nhanh. Hình ảnh này chúng tôi vẽ lên trong cái một cái buổi chiều, cái sự le lói của ánh sáng sau các rừng cây nó hiện lên cả một cái không gian. Chúng tôi phát thảo nó trong cái tưởng tượng của mình, và sau đó chúng tôi mới tạo hình bằng các cái kỹ thuật kiến trúc và bằng các kỹ thuật xây dựng khác để truyền tải cái không gian này trở về hiện thực. Đó là cách làm mà chúng tôi đã theo đuổi. Và thứ hai là khi mà đến khảo sát vị trí thì chúng tôi có một cái nguyên tắc, đó là chúng tôi sẽ ở vị trí rất lâu và có thể chúng tôi sẽ viếng thăm nó rất là nhiều lần. Và đặc biệt là mỗi lần tới thì chúng tôi đều xem có cái sự thay đổi hay là cái sự khác biệt gì để chúng tôi có thể điều chỉnh trong cái thiết kế của mình.
Và thông thường như vậy thì khi mà khảo sát như vậy thì chúng tôi mong một cái mà điều chúng tôi chờ đợi đó là cái một cái ý thơ nó được nổi lên và chúng tôi sẽ hóa nó, tìm kiếm những cái hình thể nó phù hợp và để cho nó phù hợp với cái khung cảnh đó, với cái tứ thơ đó để mà tạo hình lên. Đương nhiên là trong cái quá trình thì hai cái quá trình, cái hình của nó và cái ý thơ này nó xuất hiện đồng thời, chứ không diễn giải về cái trình tự. Nhưng mà thật ra là hai cái này nó cùng nắm bắt cùng thời điểm, và chúng tôi chờ cho nó chín mùi thì chúng tôi sẽ vẽ nó ra. Và ở cái không gian này thì cái một cái bài thơ nó sẽ hiện lên và tôi đã viết nó ra trong cái khảo sát, đó là đường mòn lối nhỏ chạy vòng quanh, trăm hương đưa gió nồi đồng, toàn chân đón cảnh mấy trời hiền, một chốn tiếng bồng giữa thế gian. Những cái ý thơ này thì chúng tôi sẽ diễn giải nó bằng cái hình ảnh của công trình để các anh chị các bạn có thể hiểu rõ hơn. Thì đây là hình ảnh thực tế của công trình được xây dựng chụp vào cái buổi hoàng hôn. Chúng ta thấy cái cúp nổi lên trên một cái ngọn đồi thấp và dẫn lên nó là một cái đoạn đường quanh co theo cái hình dáng của cổ loa thành. Tại sao chúng tôi dùng cái ý niệm vòng vo này để mà dẫn dắt đến cái công trình, mặc dù khoảng cách từ cổng đến cái công trình rất lớn? Chúng tôi cố tình tạo ra cái sự vòng vo đó để nhất là phải chú ý tới các bậc cấp. Và khi đi như vậy thì người ta có thể thả hồn và người ta không còn bị cả cái vướng mắc vật lý ngăn cản cái sự tâm hồn người ta để hòa hợp với khung cảnh. Và khi đi như vậy thì có người và khung cảnh thiên nhiên nó hòa quyện vào nhau. Và như vậy đến khi người ta lên đến cái cổng vào cái giai đoạn để người ta trải cái lòng mình với thiên nhiên, và ở đó người ta sẽ bắt gặp rất nhiều cảm xúc. Và khi vào cái không gian thì chúng ta sẽ gần như là chạm được vào cái thực thể của cái tác phẩm nghệ thuật. Và cái đường nhỏ, đường mòn lối nhỏ chạy vòng quanh ở trong cái ý thơ đó xuất phát từ cái ý rất là tuyệt vời. Ý đó là cái cổ loa thành của Việt Nam theo ông thì nó đẹp hơn cái tháp Eiffel của Pháp. Cái sự so sánh này nó cũng vấp phải rất là nhiều cái sự phản ứng của cái giới nghệ thuật ở Pháp. Tuy nhiên là bằng nghệ thuật rất là đơn sơ, và đó là một cái công trình phòng thủ rất tuyệt vời bằng xây dựng bằng người tinh thần, bàn tay của óc nhân dân Việt Nam. Và công trình đó rất là bền bỉ, không cần phải nhiều cái chi phí để bảo trì bảo hành hàng năm, và nó không có cao ngào để mà vài lần nằm giữa một cái cánh đồng. Thì chúng tôi cho rằng cái nhận định đó của ông rất là đầy cái tâm hồn Việt Nam và đầy cái sự tự hào. Chúng tôi muốn chuyển đổi cái tính cách đó, cái cách nhìn đó trong cái tác phẩm này. Và như quý vị thấy rằng là bao quanh cái không gian này đó là cái làng quê, và vào mùa gặt thì chúng ta thấy nông dân đi gặt lúa. Và các cái này nó rất là hòa hợp với tác phẩm của Lê Ba Đạt, của làng quê Việt trên cái kỹ thuật của phương Tây. Và cái mặt cắt địa hình cho chúng ta thấy rằng là chúng tôi đã có một cái sự cải tạo tương đối địa hình ở đây. Đó là chúng tôi đào mở rộng cái mương nước ở bên dưới trở thành một cái suối, và để tạo cho của phong thổ ở đây. Và khi mở rộng cái không gian nước này ra thì cái hoa trái ở đây nó lại được kết tụ, và rất nhiều loài hoa không mọc được ở Huế thì ở đây nó rất là tươi mới, và nó có một cái hình ảnh rất là thay đổi liên tục. Trên cái platform ở trên tầng mái nhìn xuống thì chúng ta thấy rằng là toàn bộ các cái thực hiện nó ở bên trong lòng đất, và gần như là ánh sáng, gió, và đặc biệt là khung cảnh nó thay đổi theo thời gian, ngày, đêm, và kể cả những cái đêm trăng thì thay đổi. Những người du khách đến đây họ ghi cái cảm nhận rằng là mỗi lần đến thì họ cái cảm nhận khác nhau, và họ cho rằng là cái họ không hiểu tại sao mà cái sự khác nhau đó tại rất nhiều cái thời điểm đến mà nó đều cho họ cảm xúc khác như vậy. Thì đó là cái một số cái nhận định của các cái người khách bình dân thôi, họ đến đây họ cảm nhận như vậy. Cái quá trình xây dựng phía trước cho chúng ta thấy rằng là cái suối chúng tôi đã mở rộng. Cái mở rộng này để cung cấp nước tưới cho cả cái vườn, và đặc biệt là tạo cái thế phong thủy cho toàn bộ cái không gian của cái nhà.
Cái máy chúng ta thấy đây là một tác phẩm điêu khắc của họa sĩ Lê Bá Đạt, đó là sử dụng cái chất liệu bằng như là giữa cái tác phẩm nghệ thuật và bức tranh nó gắn chặt vào nhau, những hình ảnh của thời gian được ghi đậm và in dấu vào trong cái sự phản chiếu này, và ở đó người ta không thấy cái giới hạn giữa tác phẩm nghệ thuật và không gian nữa, tất cả như quyền vào nhau. Nếu chúng ta vào đây thăm thì hình ảnh của chúng ta sẽ thời gian để nó tan biến, chúng ta quay trở về với cái một cùng là một với cái các quan thiên nhiên, thì đó là cái triết lý tạo hình của ông. Vào bên trong thì chúng tôi lấy cái kỹ thuật lấy sáng, thì đây là một không gian trưng bày, chính vì thế mà tôi cũng phải lấy ánh sáng trực tiếp, chúng tôi lấy ánh sáng từ trên cao xuống. Ánh sáng này qua một cái hệ thống lớn và nó cũng làm ảnh hưởng đến cái sự thay đổi màu sắc của tranh. Thì trên cái hình này thì chúng tôi dùng một cái phát thảo, một cái ý niệm của Lê Bá Đạt, đó là cái quả trứng và sự tích Âu Cơ Lạc Long Quân. Thì Âu Cơ Lạc Long Quân thì là cậu quả trứng sinh ra dân tộc Việt, và ông về cái hình thành văn hóa của người Việt và cái gốc tích để mà chúng ta thấy là cái nguồn gốc của nó, và chúng tôi sử dụng cái hình quả trứng và trong đó Âu Cơ Lạc Long Quân trong một cái tác phẩm điêu khắc Lê Bá Đạt để làm cái tạo hình cái không gian trị cao. Và ở không gian này thì chúng tôi thấy rằng là các cái nguyên tắc đó tạo hình, mà thi ca chính là cái giai điệu để mà chuyển tải cái dòng chảy của cái vùng đất từ nguyên sơ cho đến hiện nay, và cái dòng chảy đó nó cũng cùng hòa nhịp vào cái tác phẩm của Lê Bá Đạt để tạo nên cái ký ức, cái ý nghĩa mà chúng tôi thực hiện cái thiết kế này, và cho đến hiện nay thì không gian này đã trở thành một cái điểm mà check-in mới, đây là một cái điểm là địa chỉ văn hóa mới của Huế khi mà du khách đến Huế ngoài thăm các cái khu cung, các kinh đô, các cái di tích văn hóa lịch sử, chúng ta có một không gian nghệ thuật liên quan dòng chảy của văn hóa đó cho cái người các du lịch để nhìn thấy cái sự phát triển của Huế trong thời gian. Cái công trình thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn, các anh chị, đó là cái một cái công trình nhà ở mà chúng tôi không gọi là công trình nhà ở cái ao đó, cái khu chúng tôi đó là cái nơi trú ẩn tâm hồn. Chúng tôi thích cái khái niệm mà trú ẩn hơn, bởi vì tâm hồn mình nó cũng giống như là các cái hang hay cái tổ của nó để nó trú ẩn mưa nắng ngày đêm. Và chúng tôi xem rằng là trú ẩn là một cái niềm rất hay. Một số người thì cho rằng trú ẩn hơi có gì đó nó thực chất cô độc, nhưng chúng tôi cho nguyên bản chúng tôi thì cho rằng là cái trú ẩn đó là cái nơi mà tâm được cái sự tĩnh lặng qua cái cơn bão của cuộc sống và tất cả những cái đổi thay cuộc sống, thì cái nhà nó là cái trú ẩn. Thì công trình này thì khi chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi bỏ ra khoảng gần 4 năm để nghiên cứu địa điểm, và ở địa điểm này là một cái rừng tràm. Đặc điểm của cái vùng hồ tràm này là cái hồ nước và có tràm, vì tràm này là tràm nước, tức là cái tràm này 6 tháng mưa thì ngập trong nước, chính vì thế cái bộ rễ của nó rất là phát triển và nó sẽ tạo ra một cái dáng rất là cổ thụ, rất là thời gian và rất là bonsai. Bên bên phải thì chúng tôi dùng cái ý niệm đó là cái cục sinh hô, vì vùng này nó vừa là rừng tràm vừa là cái vùng giáp biển. Thì cái con san hô là cái con mà thềm lục địa và nó rất là sạch. Cái vùng biển ít ô nhiễm thì san hô mới phát triển. Và ngày xưa, cách đây cả ngàn năm thì các cái vùng đều có khi mà cái ô nhiễm phát triển rất là mạnh mẽ. Thì chúng tôi dùng hai cái ý niệm này để chúng tôi tạo hình cho tòa nhà, bởi vì nó mang cái sắc thái của biển nhưng mà nó cũng là mang sắc. Đây là cái rừng tràm ở hồ tràm chúng tôi đã đi khảo sát. Và cái ý niệm về một ngôi nhà san hô đó là một cái cấu trúc tự nhiên có tính chất sinh học và tự thở, mở không chỉ là mở ra nhiều các cái không gian tạm biệt mà nó mở cả bên trong, tức là cái trống ở giữa nó là một cái khoảng trống, và chính cái khoảng trống đó là chúng tôi sử dụng làm cái nơi mà để làm cho cái vô hình nó hiện hữu, tức là cái invisible, nó visible, tức là ánh sáng, ánh độ trong cái khoảng trống này.
một cái ý thơ nó cũng nổi lên khi chúng tôi bắt đầu khảo sát vị trí và chúng tôi tìm ý tưởng cho việc xây dựng công trình này, đó là ẩn tàng vốn làm mà quen, lá chen mấy trắng hoa chàng sắc hương, ngọ vương ánh nắng qua đường yếu thương đồng lại. Chú ẩn thì chúng tôi mới thấy được cái sự hiện hữu nó đã là mà quen, tức là nó đâu đó nó đã được hình thành, rồi qua thời gian nó xóa nhòa đi rồi chúng ta lại lặp lại như một cái vòng tuần hoàn của tự nhiên. Thì chúng tôi cho rằng là cái ý niệm về chú ẩn nó đã được định hình ở vùng đất này để chúng tôi bắt tay vào xây dựng nó. Thì tòa nhà như tự nhiên rất là nhiều các cái xích tú của nó mở ra ở các hướng, bốn phương tám hướng, và bên trên là một cái lỗ trống lớn để đón nhận mưa, nắng mặt trời và không khí. Và bao quanh nó là các cái cánh đồng, là ruộng dưa ở cái vùng Hồ Tràm này, người ta nông dân là chủ yếu là trồng dưa. Và chúng ta thấy từ tính cao thì cái không gian này nó hòa lẫn vào trong cái tự nhiên, và kiến trúc này nó nằm cái khoảng với tòa nhà, và gần như là cái tòa nhà đã được ẩn trong cái không gian khung cảnh của cái rừng tràm, tôi gọi là ẩn tàng chốn làm quen. Thì cái mong muốn là nơi trú ẩn nó phải thực sự là trú ẩn, tức là phải thực sự nó nằm ở tự nhiên. Và từ trên cao xuống thì chúng ta thấy rằng là cả một cái khu vực tòa nhà nó bao quanh vào phía sau để dành cái không gian phía trước để cho cái không gian rừng tràm phát triển. Và ở đó chúng tôi hướng đến các cái loài cây địa phương thổ nhưỡng của bạn địa, chúng tôi cũng kết hợp một số các loài hoa để làm sao cái khung cảnh này nó trở nên hoang dã nhất, tự nhiên nhất. Và mặt cắt cho chúng ta thấy khoảng gần 9 mét để đủ gió, nắng và ánh sáng mặt trời. Và bên trên thì không có che để cho sự đối lưu này nó hoàn chỉnh. Đương nhiên là chúng ta cũng phải chấp nhận một cái khó khăn, đó là khi mưa. Thì làm sao để cho bạn làm bàn với côn trùng, không có cách nào khác. Thì nếu chúng tôi cách biệt nó và mở theo cái kiểu là cái hệ thống đóng mở, thì chúng ta gần như là cái sự kết nối có tính chất là gián tiếp và kết nối chủ động. Và chúng tôi muốn có một kết nối thiên nhiên hơn. Từ ngoài nhìn vào thì chúng ta thấy tòa nhà được nổi ra phía sau những cây và quán cảnh này thì đã hơn một năm, gần một năm 97, bây giờ thì các loại cây nó đã lớn hơn, cao hơn. Và bên trong thì cho chúng ta thấy ánh sáng đã mưa, thì cái sân trống này chúng ta gọi là cái vườn mưa. Cái vườn này là khi mưa thì nó như là cái tiếng lách tách ở trên cái hiên, một cái cảm xúc mà chúng tôi thấy rằng là ngồi ngắm mưa cũng là một cái sự thú vị. Và nhìn cái khung cảnh trời đất nó bao quanh rất là thú vị khi mà ở trong cái ngôi nhà này. Và cái ý niệm cái hiên nghe mưa, tức là thính vụ hiên, được xây dựng ở đây. Và khi chúng ta ngồi xung quanh thì cái khoảng trống này nó trở thành cái yếu tố chính của tòa nhà, vì tòa nhà này không có cái số các công trình mà chúng tôi đã thiết kế, mà ở đây chính là cái khoảng trống này chính là cái trung tâm tòa nhà. Và chúng ta đi xung quanh tòa nhà để chúng ta đón nhận cái sự thay đổi. Gần như là cái tòa nhà nó không có trung tâm, thì trung tâm nó chính là cái sự vô hình của khoảng trống và ánh sáng va đập để tạo lên cái cảm xúc của thời gian. Và vào ban đêm thì khi mà đèn được bật vào bên trong thì cái này nó như một cái đèn lồng, tức là như một cái đèn hoa đăng nổi lên trên cái khung cảnh của cái vườn cây, và cho chúng ta thấy cái kiến trúc lúc đó rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, nó không còn cái ý niệm của một cái khối vật chất đặc và nặng nề nữa, mà nó được thoát ra khỏi và nó bay lên trên không trung. Và cái tòa nhà này là một phần, chúng tôi cho rằng nó là một phần của khu rừng, và ở đó hiện được, và ngay cả các loài chim, bướm, côn trùng cũng là những vị khách của không gian. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều các cái tổ chim đã làm tổ ở đây, và khi con lớn thì chim cha và chim mẹ đến và tập đi về với thiên nhiên. Cái đó vì chim cũng thấy cái khoảng trống này như là một cái phần của thiên nhiên vậy, thì nó đến đây để nó làm tổ một cách rất là tự nhiên trước cái sự sinh hoạt của chúng tôi, chứ nó không có cái gì sợ hãi cả. Thì chúng tôi cho rằng cái cách mình tạo ra một cái không gian mà các cái loài chim, các loài bướm, các loài côn trùng cũng xem như là cái ngôi nhà của nó.
Cái công trình thứ ba mà chúng tôi muốn gửi đến đó là cái vườn thiên niên kỷ, hay gọi phong thủy của kinh thành Huế, đó là Tả Thanh Long vườn Bạch Hồ. Thế thì khi mà chúng tôi nghiên cứu cái công trình này thì phải nói rằng là cồn Dạ Viên được thành lập từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoác, từ năm 1738 đến năm 1765, và đến năm 1868 thì có một cái bia gọi là Dược Dạ Viên Ký ở khu vực này hiện nay đang còn. Năm 1908, tức là đầu thế kỷ 20, thì cầu Bạch Hồ được xây dựng để nối liền cái đường Hỏa Sa đối diện Bắc Nam ở cái thời của vua Thành Thái. Năm 1900 được xây dựng nhà máy nước Dạ Viên, và đến 2009 thì xây dựng cầu Dạ Viên làm cái đường tránh cho quốc lộ 1A đi tách khỏi kinh thành Huế, không qua cái cầu Phú Xuân mà đi thẳng về cái phía Bắc, về cái vườn thiên niên kỷ đã được phê duyệt và hiện nay là đang được xây dựng giai đoạn 1. Thì đó là quá gần 150 thì cái không gian này đã có cái sự vườn thiên niên kỷ sẽ thể hiện hết cái tinh thần của một cái vùng đất, và đặc biệt là cái vùng đất thi ca. Về mặt bản thể thì chúng ta thấy là bên tay trái chúng ta thấy đó là cái vườn cây hiện nay ở trên nhà Dạ Viên, một cái vườn cây rất là thiên nhiên hoang dã và là nơi cho các cái loài, đó là cái chúng tôi sử dụng cái hình ảnh cò trên cành cây để chúng tôi tạo hình cho một cái không gian, và cái không gian này là cái không gian để mà ngắm cảnh toàn bộ cái hùng vị của cái dãy Trường Sơn ở phía tây kinh thành Huế. Thì một cái ý thơ nó cũng mắc lên: dòng sông sắc nước hương trời, chạy từ thiên quốc ngẩn ngơ kinh thành, dùng dằn dáng phượng trấu chân, thành thơi nằm hát thiên thần tung bay. Chúng ta thấy rằng là vùng đất Huế là một quà cưới của người Chăm đối với Đại Việt, và đã là quà kinh thơ. Chính vì vậy mà cái dòng sông Hương là cái dòng sông mà trước đây người Chăm người ta là dòng sông của thiên thần. Chính vì thế mà cái ý niệm này đã làm cho chúng tôi có một cái suy nghĩ rằng là cồn Dạ Viên và dòng sông, và đó là người Pháp nó gọi là cái đảo, bởi vì nó bao quanh bởi nước. Thì chúng ta thấy rằng là có một cái đảo trên dòng sông Hương, đó là một cái ý niệm, và đặc biệt là một cái tạo hình về mặt không gian từ cò bay về buổi chiều trên cái Dạ Viên, như chúng ta thấy, và nó trở thành cái vườn của cò. Và hiện nay chúng tôi đang tìm một cách để giữ cái đoàn cò này lại, và cái quá trình xây dựng không làm thay đổi cái bối cảnh để đi. Và chúng tôi tạo hình ra cái hình dáng để mà cái nhìn thấy được cái hùng vị của cái vùng đất này, đó là một cái con đường trên cao mà đi tham quan cái nhìn cái cảnh này như cái hình ảnh của cái con cò. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái dãy Trường Sơn ở phía tây trên cái con đường dạo trên không, và cái con đường này được tạo hình bằng cái hình dáng của cái cấu trúc của con cò, tức là cái chân của con cò nó rất là cao, và cái tiết đất của cò rất là nhẹ. Và chúng tôi cho rằng là cái về mặt cơ thể học như vậy thì khi làm thì sẽ không làm ảnh hưởng đến cái cảnh quan, và khi chúng ta đi lên là chúng ta đi rất nhẹ, và đặc biệt là chúng tôi dùng lưới chứ chúng tôi không dùng cái bên trong của cái khu rừng tự nhiên. Và từ trên cao xuống chúng ta thấy rằng là cái toàn bộ của cái vườn thiên niên kỷ được thể hiện, và gần như là nó chia thành ba cái không gian lớn, cái không gian ở phía bắc, không gian ở trung tâm và không gian ở phía nam. Ba không gian kết cấu lại để trở thành một cái bài thơ trên cái dòng sông. Đó là cái miền thôn Dạ, tức là cái phần cảnh quan tự nhiên ở phía nam, thì đó là cái miền thôn Dạ, ở đó cò các cái loài chất liệu dựng lại tạo ra cái khung cảnh tự nhiên cho nó. Cái phần trung tâm đó là miền ký ức, bởi vì ở đây nó có một nhà máy nước. Thì trước đây người ta có ý định đập nó đi, thì chúng tôi lại muốn giữ lại, và chúng tôi giữ cái nền cho cái không gian nghệ thuật ánh sáng được thể hiện. Và đó nó sẽ có cái sự kết hợp giữa cái quá khứ và hiện tại được trình diễn qua nghệ thuật ánh sáng. Thì cái chương trình này được tài trợ bởi Quayca Hàn Quốc đang xây dựng cho cái nội dung này. Và cái miền quan trọng mà chúng ta gọi là miền thi ca, tức là nhìn ngắm cái cồn Dạ Viên này ở trên cao, và nhìn ngắm toàn cái đài cảnh của khung cảnh Huế từ ở trên cao, thì đó là cách mà chúng tôi xây dựng cho cái viên thiên niên kỷ.
Và như chúng tôi thấy rằng là cò cũng sẽ được bay trở về làm tổ khu vực này. Và khi có người khi đi vào trong quanh này thì đi trong một cái lồng bằng lưới và ẩn ở trong những cái tàn cây để sợ hãi cái những cái đàn cò, và chúng ta ẩn mình bên trong. Và cái chi tiết ở đây cho chúng ta thấy rằng là cái phần tháp nước và cái nhà máy nước giảm viên hiện hữu đã được biến chuyển trở thành cái không gian nghệ thuật nước. Và cái không gian nghệ thuật nước này phát triển của đô thị Huế với cái cách chỉnh trị dòng sông và cái ý niệm về các cái không gian nghệ thuật ảnh hưởng tới nước đã được thể hiện ở đây. Và cái không gian ngắm từ trên cao để cái phía tây. Và như vậy thì ở cái công trình này thì chúng tôi cho rằng con người thiên nhiên là không thể tách rời. Nếu mà chúng ta biết đối xử với thiên nhiên như chính bản thân mình, với tất cả sự cẩn trọng, nhẹ nhàng, với tất cả để cho kiến trúc thi ca nó biểu hiện được cái vẻ đẹp của nó. Thì đó là cái cách mà chúng tôi hướng đến để tạo hình và thiết kế cho cái vườn thiên niên kỵ. Thì như vậy thì chúng tôi đã lược qua ba cái ví dụ để mà làm rõ hơn cái khái niệm ban đầu chúng tôi nói về kiến trúc thi ca ở mặt khái niệm, ở mặt bản thể, mặt hiện tượng. Thì chúng tôi nghĩ nó cũng rất là rộng và mọi người đều có một cái chỉ nhìn nhận khác biệt. Đặc biệt là mọi người đều là một cái nghệ sĩ tâm hồn riêng biệt. Chính vì thế chúng tôi cũng không muốn rằng là cái cách thức tiếp cận của mình nó trở thành gì đó, muốn như chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân và cái tâm hồn của mình khi đi thiết kế các công trình, và mong muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn như một cái trường phái hay là một cái quan điểm nào cả. Và thứ hai là mong muốn cái sự chia sẻ này cùng quý vị các bạn nghe thì cũng sẽ có được những cái thú vị của mình khi có cái sự kết hợp giữa kiến trúc và vấn đề thi ca. Mà trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng là thi ca là cái gì đó nó nằm ra ngoài, nó là một cái gì đó của các cái nghệ sĩ mà tâm hồn luôn luôn là treo cành cây thớ thận. Nhưng mà chưa tiếng nói đó cả. Riêng tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là cái thi ca gần như là cái mà mình xem nó như là cái chất liệu của tâm hồn mình, và mình muốn sử dụng nó trong cái nghề nghiệp để làm sao cho cái tác phẩm của mình nó có được cái có cái tiếng nói riêng, cái cảnh quan của cái vùng đất mà mình có công và có được cơ hội tham gia. Và cái phần trình bày của tôi đến đây là hết. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn các cái chuyên gia, các cái nhà nghiên cứu ta cũng có thể trao đổi thêm một số cái mà chúng tôi đã có cái thời gian làm việc và có cái kinh nghiệm. Còn rất là nhiều điều khác cần phải làm rõ hơn thì chúng tôi cũng muốn lắng nghe để mà học hỏi, để mà hoàn thiện hơn cho những cảm trọng. Cảm ơn các bạn, các anh chị đã lắng nghe trong cái buổi sáng rất là quý giá thứ bảy. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Hồ Viết Vinh ạ. Sau khi nghe anh trình bày và cũng như là nhìn những công trình của anh dù chỉ là qua ảnh thôi, nhưng mà bản thân em cũng cảm thấy rất là xúc động và cũng cảm thấy có một cái sự đồng điệu, và rất là mong chờ là có thể thực sự là đặt chân đến những công trình của anh để có thể đắm mình trong cái cảm nhận về thiên nhiên và tự nhiên đó. Và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo của chương trình với sự tham gia điều phối của kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh và cũng như là chuyên gia và các anh chị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời anh Tuấn Anh ạ. Vâng, cảm ơn anh Vinh một lần nữa. Cảm ơn bạn Quỳnh đã có phần giới thiệu. Thì thưa các anh chị em đang theo dõi trên webinar cũng như các anh chị đang trong phòng thảo luận, thì qua cái phần trình bày đầu tiên của kiến trúc sư Hồ Viết Vinh thì chúng ta cũng có được một cái góc nhìn đầu tiên liên quan đến cái khái niệm kiến trúc thi ca. Đây là một khái niệm theo cá nhân tôi thì rất là mới mẻ. Ít nhất thì ở góc độ gọi là học thuật thì chúng ta cũng chưa có bao giờ nhắc đến cái khái niệm này. Và bằng cái cảm xúc và bằng các cái kinh nghiệm nghề nghiệp của kiến trúc sư Hồ Viết Vinh thì chúng ta cũng đã có thể nhìn thấy rằng thực ra đằng sau kiến trúc thi ca chính là cái cách tiếp cận kiến trúc
giữa bối cảnh thiên nhiên rồi với cái nhân tạo, và cộng thêm đó là một cái cảm xúc của một cái người thi sĩ chẳng hạn. Thì ngay sau đây thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là trong phòng thảo luận của chúng ta có một số anh chị cũng đang có mặt ở đây, cũng xin được trân trọng giới thiệu. Cái phần thảo luận sẽ có sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Sử, của anh Lê Minh Quang, của kiến trúc sư Nguyễn Thiện, của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Minh, một số anh chị em khác, và các bạn đang trong webinar cũng có thể đặt các cái câu hỏi, chúng tôi có thể truyền đạt đến anh Vinh. Hôm nay là thế nào mà ở đây cũng có đến hai người con nữa của Huế, anh Hồ Viết Vinh cũng là một người Huế, có thầy Thiện Nguyễn và anh Xuân Minh cũng đều là những người Huế và đang sống và làm việc tại Huế. Một số công trình của anh Vinh trong dự án, ba cái dự án tiêu biểu có giới thiệu thì cũng đều liên quan đến Huế. Thì trong cái bài trình bày đó thì có một cái khái niệm mà anh Vinh cũng nhắc đến, gọi là ngôn ngữ kiến trúc, đúng không anh Vinh? Anh Vinh có thể giúp cho em hiểu hơn về cái quan điểm của anh Vinh về ngôn ngữ kiến trúc, hoặc là cái ngôn ngữ kiến trúc thông qua cái cảm xúc thi ca của anh được không? Cảm ơn Tuấn Anh. Thì nói về ngôn ngữ thì như anh đã nói ban đầu rằng là thật ra là kiến trúc mà anh theo đuổi đó là cái sự đồng đều giữa cái khung cảnh mà mình cảm nhận được, thứ hai là cái tiếng nói của tâm hồn mình khi mình đọc ý thơ nó sẽ nổi lên, và khi ý thơ nó nổi lên thì cái hình của nó cũng nổi theo, và mình sẽ nắm bắt nó và mình diễn đạt nó ra. Thì khi mà mình diễn đạt nó ra thì đương nhiên là mình sẽ có rất là nhiều cái phương cách, ví dụ như là nếu mà là người mình muốn cái biểu hiện đó nó có những cái hình thể mà nó cái hình thể nó người ta cảm thấy xúc động, thì cái hình thể đó nó phải xuất phát từ tự nhiên, và hình thể đó nó phải là một cái nó chứa đựng được cái tâm hồn mà cái nơi chốn đó nó thể hiện ra. Thế thì mà để nắm bắt như vậy thì gần như là mình không có một cái ý niệm nào trong đầu cả, là mình sẽ bị áp đặt và mình sẽ bị cái đi theo một cái ngôn ngữ nào đó sẵn có. Thì về bản thân kinh nghiệm thì gần như khi đi khảo sát một vị trí là không đưa trong đầu mình bất cứ ý niệm nào cả, để cái khung cảnh đó nó tự vẽ lên và nó tự nói lên, mình chỉ có chờ và mình nắm bắt nó. Biết là trong kiến trúc này gần như là nó không có một cái tạo hình hình học nào nó cố định cả, mỗi công trình đều có một cái cách riêng, và cái cách riêng đó nó bằng cái sự cảm nhận. Thì như vậy thì nếu mà nói cho nó có ngôn ngữ thì thật ra là nó một cái thứ không ngôn ngữ gì cả, nó là chỉ là cái biểu hiện ở cái sự nguyên tắc tạo hình theo cái nước là theo cái chủ nghĩa nào cả để mà tạo hình cho nó. Thì như vậy thì mình sẽ bị rơi vào những cái ý niệm sẵn có đã lập ở trong đầu, và khi mình đã lập trong đầu thì mình đi ra ngoài cảnh thì cảnh nó sẽ đối lập với cái hình ảnh đã có sẵn. Như vậy thì nó sẽ không tạo lên được cái thiết kế. Dạ vâng, cảm ơn anh Vinh. Xin được hỏi thầy Thiện Nguyễn ạ, cũng như cũng có trao đổi với thầy ở trong một số cái chương trình đào tạo thì thầy cũng hay nhắc đến cái khái niệm ngôn ngữ kiến trúc, cũng muốn hỏi thầy xem là qua cái bài trình bày hôm nay của anh Vinh thì liệu có một cái sự liên hệ gì với các cái ngôn ngữ kiến trúc mà thầy vẫn hay nói chuyện trong các cái bài giảng với sinh viên hoặc là các cái kiến trúc sư ạ? Và thật ra tôi cũng khá tò mò khi nghe cái đề tài của bạn Vinh. Thì cái đề tài tôi nghe tại vì tôi muốn hiểu thử là có mối liên hệ gì nào giữa cái này với một câu nói của Goethe hay không. Goethe có nói một câu: kiến trúc là thi ca hóa đá, hoặc sau này tôi nói là âm nhạc hóa đá, tại vì âm nhạc là bao gồm thi ca trong đó rồi. Thì tôi không hiểu được rằng cái mối ý tưởng kiến trúc thi ca có phải bắt nguồn từ đó không, hay là bắt nguồn từ cái tác phẩm gì mà của bên anh mấy bạn bên không nhắc đến. Cái thứ hai là cái ngôn ngữ kiến trúc. Thì thật ra khi tôi tiếp xúc đầu tiên cái ngôn ngữ kiến trúc này vào khoảng năm 1984. Lúc đó có một thầy ở ngoài Bắc vào dạy trong trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn. Thì thầy nói đến chuyện cái ngôn ngữ kiến trúc. Thì tôi có hỏi lại một số thầy mà tôi thân á. Ví dụ như mấy thầy mà ở miền Nam á. Tao cũng không biết trường thích ngôn ngữ kiến trúc là gì cả. Và tôi mang cái câu hỏi đó suốt cả một cuộc đời của tôi. Mãi cho đến năm 2000 thì tôi mới hiểu được ngôn ngữ kiến trúc là gì. Thì tôi hiểu được ngôn ngữ kiến trúc là gì là nhờ tôi đọc cái tác phẩm Architect, Form, Space and Order
tức là kiến trúc hình thể không gian và trật tự của ông Trinh. Ông này là một cái người, một kiến trúc sư không phải có tác phẩm lớn, nhưng những ai học kiến trúc đều phải biết đến ông này. Thì khi mà con gái tôi học kiến trúc á, sao tôi thì gần như tất cả kiến trúc sư, các sinh viên kiến trúc khi được nhận học từ kiến trúc thì phải đọc cuốn sách đó trước. Nhận được học rồi đọc cuốn sách đó trước. Thì trong cuốn sách này lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện chữ là ngôn ngữ kiến trúc. Và trong đó tôi giải thích cái luật lệ rất rõ ràng. Đã là ngôn ngữ thì phải có từ vựng, có mẫu từ cái đã, rồi có từ vựng, rồi có văn phạm. Thì trong cái tác phẩm đấy nó nói rất rõ ràng những chuyện đấy. Ví dụ nó có 7 cái mẫu từ. Thì cái mà thường thắc mắc nhiều nhất là cái điểm với cái đường. Tại vì nó đến điểm mình học á, thì điểm là không có kích thước mà chỉ có khái niệm thôi. Mà kiến trúc thì cái gì cũng là có kích thước, có khối lượng cả. Vậy thì điểm trong kiến trúc được định nghĩa như thế nào? Đường trong kiến trúc định nghĩa như thế nào? Rồi mặt được định nghĩa thế nào? Và khối được định nghĩa thế nào? Từ cái đó, ông mới dẫn qua những cái công trình lịch sử để ông chứng minh cách ghép từ. Và ông chứng minh bốn cái mẫu từ đó, đầu tiên đó, thì sau thêm 2-3 cái mẫu từ nữa về thời gian, ai giờ tôi quên mất rồi, trong mà tôi nhớ tôi thời gian, thì qua 4 cái mẫu từ thì ông mới chứng minh đó là toàn có một công trình của 4 mẫu từ đó thôi. Nhưng kiến trúc Hy La nó khác kiến trúc của cổ điển, khác chỗ nào, nó khác bán cổ điển chỗ nào, nó khác hiện đại chỗ nào. Thì cái mà tôi thấy mà tôi cho rằng cái cuốn sách đó là cuốn khoa học nhất đến độ tôi phải mua về. Và cuốn sách rất là đắt, hồi đó rất là đắt, 150 đô, tôi nhớ một lần như vậy. Tôi mua về và tôi mua thêm cái máy scan nữa. Tôi làm một cái chuyện rất là phi pháp, là tôi xé từng tờ ra và tôi bắt sinh viên nó mà scan lại. Thì cuốn sách bạn đang thấy tụi nó hiện giờ trên mạng là đang free PDF, đó là cái sách đầu tiên tôi làm kiểu phi pháp đó. Nhưng mà để cho học trò của tôi, lúc đó tôi cũng đi dài, tôi muốn học trò tôi hiểu về cái này. Thì hồi nãy tại vì tôi cũng có một việc bàn một tí nên tôi không thấy được những cái tác phẩm của anh Vinh. Cái nhà tôi có đọc đến, anh Vinh có hay giới thiệu trên Facebook của anh, tôi có đọc đến rồi tôi có biết. Thì ví dụ như anh Vinh, anh có thể chiếu lại cái nhà của anh không ạ? Anh Vinh có thể chiếu lại cái nhà của anh không ạ? Cái nhà mà gì Koran á, bạn thấy anh Vinh, anh có giới thiệu là ở giữa cái sân vườn khoảng không, trong đó anh đặt một cái tượng Phật, cái đầu tượng Phật ở trên, sau đó một cái gì cao cao, đúng không anh Vinh ạ? Thì khi mà đặt như vậy á, thì không biết là anh Vinh, anh vô tình anh đặt. Thế nếu theo lý thuyết của ông Chen á, về ngôn ngữ kiến trúc á, thì đó là một cái mẫu từ và đó chính là điểm. Và trách nhiệm của nó là gì? Trách nhiệm của nó là khi chúng ta đi vào một không gian có một điểm, thì điểm có hai cái chức năng. Chức năng thứ nhất là để tố giác cái vị trí của mình trong không gian đấy, và cái chức năng thứ hai là vị trí, nó tố giác cái vị trí của không gian. Thì ông làm rất rõ điều đó. Ví dụ ông nói về cái điểm trong cái quảng trường mà của Rome, ông nói rất rõ về điều đó. Thì bạn có thể, nếu tôi khuyên các bạn sinh viên á, nên đọc của nó, đọc thật kỹ của nó, và tuyệt đối không đọc tiếng Việt, đọc tiếng Anh và hiểu được cái nội hàm của nó cơ. Tại cũng có một số người đã dịch ra rồi, nhưng không dịch từ nguyên bản, dịch từ tiếng Hoa, có người dịch tiếng Việt, thì tôi thấy dịch nó không đúng rồi. Tôi khuyên các bạn nên đọc nguyên bản, chữ rất là ít, các cuốn sách đó chừng 1000 từ, trong lúc nó dài gần 400 trang, thì 1000 từ thôi. Nhưng mà đọc và nghiền ngẫm nó, thấy được cái nội hàm nó, thì tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ biết được cái đó. Và từ đó tôi có hướng dẫn cho một bạn cũng là sinh viên cũ của tôi, nhưng mà sau đó bạn không làm nổi, bạn bỏ nữa chừng. Tức là tôi nói rằng nếu ngôn ngữ kiến trúc nó có văn phạm, nó có từ, nó có cái alphabet như thế, nó có từ vựng như thế, thì thử bạn tìm thử mối liên hệ của nó đối với tiếng Việt coi. Ví dụ trong tiếng Việt thì chữ quy luôn đi với chữ u, chữ quy không nhận làm cuối cùng cả. Cái luật cái tiếng Việt như vậy nó ảnh hưởng đến mình ghép từ thế nào trong cái từ kiến trúc. Thì đó là cái mà tôi hay nói đến cái chuyện ngôn ngữ kiến trúc. Nhưng mà cái việc của tôi nó nghiên cứu không đến đâu cả, biết đó thôi. Sau đó tôi gợi ý, còn tôi lại lấy qua tôi làm cái chuyện tôi cho là cần thiết hơn là tôi làm đi.
Thế bây giờ những cái chuyện đó khi mà nghe Vinh nhắc cái này cũng rất là xúc động. À, khi có một người cũng như tạm gọi là đàn em của tôi trong trường đi, đang đi theo con đường này, có thể là một khuyến hướng khác không sao cả, nhưng tôi nghĩ nếu Vinh đọc cái cuốn đó đi, đọc cuốn đó đi, Vinh sẽ thấy những cái của Vinh làm như cái từ Phật tôi nói rất là vô tình thôi, nhưng rõ ràng nó nằm trong cái hệ thống lý luận của ông Chen đó. À, thì tôi có cái nói thêm với Vinh như vậy ha. Còn nhắc các bạn trẻ, tôi nhắc lại các bạn nên đọc cuốn đó, nên đọc cuốn đó. Một trong những nguyên nhân khi bạn vẽ một cái bài á, mà bạn đi thi người ta không hiểu được bạn là vậy đó, tại bạn không hoàn văn theo cái lối có văn phạm, đọc không được. Mình ta vẫn đến trước mình cũng vậy à. Như anh Vinh là anh nói, nó là thi ca có vần có điệu thế nào đúng không? Nó có nhạc điệu thế nào? Thì cái khi mà bạn học cuốn này, tôi nghĩ rằng bạn có thể vần được một số cái. Mà nếu bạn nào có cái ý theo gọi là ý đức dân tộc, vậy làm một cái việc đọc cuốn sách đó xong, thực hiểu và phân tích những cái công trình cổ điển của mình á, ví dụ Vinh làm về Huế á, phân tích cái công trình đó thử thế nào, theo cái đó thế nào, theo cái quan điểm của ông nó thế nào. Và tôi nghĩ rằng cái cuốn sách đó là một cuốn sách gối đầu giường, đặc biệt là các bạn đang ngồi trên trường đại học kiến trúc hoặc đang còn trẻ thì hãy coi đó là một cái cuốn gối đầu giường để mà theo đuổi đi, để mà học đi. Các bạn có thắc mắc điều gì thì cứ liên lạc với Tuấn Anh, tôi sẽ giúp các bạn hiểu cái nội hàm nó rõ hơn, tại vì tôi khá nắm vững cái. Dạ vâng, cảm ơn thầy Thiện cũng đã chia sẻ bổ sung thêm một số cái kiến thức. Quay trở lại cái phần chính của chương trình, tức là chúng ta đang thảo luận về nội hàm về kiến trúc thi ca cũng như là các cái nội dung mà anh Vinh cũng đã đưa ra, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là xét trên góc độ đây cũng là một tuyến các cái công trình cảnh quan, và cái bối cảnh địa điểm khu đất nó cũng rất là quan trọng. Và trong cái nội dung đó thì cái phần ý tưởng, ví dụ như anh Vinh cũng có đề cập đến cái việc là trong cái dự án không gian Lê Bá Đảnh thì cái ý tưởng của mình là tương tác với tự nhiên một cách gọi là vi tế nhất, nhỏ nhẹ nhất, nhưng cũng khiến con người có những cái cảm nhận thực tế trên các cái công trình đó theo một cái logic của mình. Thì anh Vinh cũng có nhắc đến cái ý tưởng là sử dụng các cái những cái giật cấp, những cái cách thức mà trong cái thành cổ đoan ngày trước mà chúng ta cũng đã có làm. Thì chúng tôi cũng thấy có một cái câu hỏi từ phía người tham dự là trực tiếp ở đây là một anh chị nào đó ở bên không gian Lê Bá Đảnh cũng có nói là tại ý tưởng trong công trình này thì cũng không sử dụng ý tưởng của loa thành đó, thì cũng xin hỏi anh Vinh làm rõ thêm ý này để mình có thể follow với cái công trình này, cũng như làm rõ hơn cái ý tưởng chủ đạo nào mà anh sử dụng trong công trình không gian Lê Bá Đảnh ở Huế. Vâng, anh Vinh có thể trả lời giúp ạ. Để anh nói như cái tốc độ này, cái ý tưởng mà hình thành cái không gian Lê Bá Đảnh thì thứ nhất là cái vì bản thân là người không gặp họa sĩ Lê Bá Đảnh lúc còn sống, chính vì thế mà khi được nhận cái việc này thì đúng là một cái thách thức rất là lớn. Và để mà làm sao không gian hẹp như vậy thì bản thân đã đọc rất nhiều và đọc gần như hết tất cả các cái tư tác của ông, kể cả những cái ý tưởng của ông để mà đã được viết ra lúc còn sống, để làm sao hiểu được cái tâm hồn của ông. Thì trong những cái tác phẩm ta về ta tắm ông, một số các cái đoạn văn mà nói về cái thiết kế của mình, cái sáng tác của mình, thì Lê Bá Đảnh đã thể hiện cái việc đó là có một cái so sánh giữa cái tháp Eiffel. Thế thì khi mà nhận thì đó là chất liệu thôi, còn khi ra một cái hình thể khu đất ấy, thì đang thấy quả đồi này thì gọi là quả đồi Bắc Úc, tức là quả đồi nó không phải là một quả đồi cao thấp, nó có khoảng 10 mét so với cái mặt đất ở bên dưới. Thì tự nhiên trong đầu nó lại hiện ra một cái việc rằng là tại sao mình không có, hoặc là cái cổ loa, thì cổ loa có một cái đặc biệt đó là những cái đường nó là những cái đường đi vòng quanh, đi tiếp cận lên cái tầng cao và nó cao dần ở các cái vòng thành. Thế thì một cái ý niệm nó được nảy sinh ra đó là hóa giải cái kiến trúc đó, nó thực sự nó nói lên những cái triết lý. Đó là cái mà khi làm thì đã có ý định như vậy. Và khi đến đem trình bày này qua bên Pháp thì trình bày với vợ của ông là bà Michu Lê Bá Đảnh, thì gần như là bà bắt gặp khi đó là cái giấc mơ của ông Lê Bá Đảnh đã trở thành hiện thực. Thì cái phát biểu này bà đã phát biểu trong cái buổi ra mắt cái khai trương cái không gian này, và đó là một cái giấc mơ mà ông Lê Bá Đảnh đã ấp ủ rất là nhiều, cho đến rất tiếc là 2005.
Trong khi đó thì cái công trình này đến 2009 thì mới bắt đầu đi vào hoạt động, thì đó là một cái điều thực sự là thiết kế là đã có cái sự nghiên cứu đó và đã có cái sự lý tưởng đó. Xin trả lời quý vị bạn. Vâng, em cảm ơn anh Vinh. Nhìn thấp thoáng đâu đó thì ngoài những cái ý tưởng của chủ nhân cái không gian đó như là họa sĩ Lê Bá Đảng, thì chúng ta có thấy rằng là bản thân kiến trúc sư Lê Hồ Viết Vinh cũng có rất nhiều những cái ý niệm theo cái tư duy triết lý Á Đông ở trong các cái bối cảnh kiến trúc cảnh quan này. Thì cũng xin được hỏi nhà nghiên cứu Nguyễn Sử là xét ở góc độ một cái sự nghiên cứu về các cái vấn đề tạo tác tạo vườn Á Đông thì anh có cái suy ý kiến nào anh có thể trao đổi hoặc là thảo luận trực tiếp cùng với anh? Vâng ạ, em cảm ơn anh Vinh vì bài chia sẻ này. Hôm qua thì em nghe anh Vinh nói thì nghe mãi không thấy hết, hôm nay chưa kịp nghe đã thấy hết rồi. Chắc là vì đã được nghe anh Vinh chia sẻ, thực ra là cái phần mà anh Vinh chia sẻ hôm qua thì có nói nhiều hơn một chút, thì em có thể hiểu sâu hơn về ba cái công trình mà anh đưa ra cho mọi người xem. Thì thực ra khi mà nghe cả có một cái từ khóa, một số từ khóa anh lặp đi lặp lại rất nhiều, đó là chẳng hạn như là tinh thần nơi chốn, hay là cái gọi là tính cái sự trống rỗng, hay là cái gì đấy, thì thậm chí là trong anh cũng có nhắc đến cả cái việc mà lấy anh đi điều chỉnh tự nhiên mà là anh dựa vào tự nhiên, thuận vào thế chứ không phải là phá thế. Mà quan trọng nhất là mình, cái mục đích của mình nó là hướng tới cái sự vô hình và không theo cái quan điểm hình học mà theo quan điểm của cảm xúc, tức là theo cái sự dẫn dắt của nếu như bảo kiến trúc thơ ca thì có lẽ là nó sẽ chỉ thích ứng với một số người phải có cái tinh thần có cảm hứng thơ ca không. Chứ còn nếu như mà anh một người mà cả đời không làm thơ hoặc là không có cảm xúc với những cái áng văn chương thì không thể nào mà coi như là nói có thể tạo dựng nên một cái gọi là kiến trúc thi ca được. Bởi vì thực tế suy nghĩ về một cái nền, một cái tinh thần kiến trúc như vậy thì đấy là cái suy nghĩ của em. Với lại nữa là một số cái điểm ấy, khi mà xem các cái công trình mà anh giới thiệu thì em thấy là cái sự thân cận tự nhiên, cái sự gần gũi với tự nhiên và cái nguyên tắc chính ấy, đó là việc mà thay đổi về mặt tâm tính chứ không phải. Thì cái sự không ấy mà anh nói ở trong đấy thì thực ra là em nghĩ là cái sự tiền đề của sự không hay là tiền đề của sự tạo ra sự trống rỗng ấy, nó là phải là sự thừa thãi vô cùng. Không thể nào mà có một công trình mà coi như là có thể có một cái không gian mà có đầy đủ sự trống rỗng, không gian quá lớn để mà có thể khác biệt được. Và anh có một cái đặc điểm mà em thấy là tất cả một số công trình mà anh em nhìn đều nhìn thấy một cái việc đó là đều lấy cái sự gọi là một cái tỉ xích rất là hợp lý và là có một cái khúc chiết rất là muốn sang trái thì sang phải, mà muốn sang phải và mượn xa mượn gần, và anh mượn chính cả những cái người đến tham gia cái không gian như trong cái phần không gian Lê Bát Đảng ấy, thì chính là mượn cái hình của cái người mà đến tham gia tham quan đấy thì họ cũng chính là một cái phần của tác phẩm luôn. Thì đấy là điều mà em thấy là nó khá là tương đồng với những cái ý niệm là Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta luôn luôn lấy một cái việc là nhấn mạnh việc quay trở về với tự nhiên và nhấn mạnh cái sự hài hòa với tự nhiên, thì gần như tất cả các công trình đấy đều hướng tới cái mục tiêu là như vậy. Thì đấy là cái suy nghĩ của em về một cái số cái chia sẻ của anh trong cái buổi hôm nay. Vậy thôi. Anh Vinh có thể bổ sung thêm về những góc nhìn về Á Đông của anh trong cái nền tảng để tạo ra các cái công trình nội. Thật ra là thầy Sử nói là còn hay hơn cả cả em trên bài. Thứ nhất là trao đổi thêm về cái tinh thần nơi chốn, thì phải nói rằng là cái trống rỗng á, đúng là cái để tạo cái trống rỗng đó là một cái khung cảnh thiên nhiên, nó đã có cái chất liệu của thi ca, nó gọi là chất liệu của cái đẹp của nó bao trùm. Cái việc của mình là lấy nó rộng ra để cái không gian nó tràn vào. Còn nếu mà mình không lấy thì chính vì vậy mà cái kiến trúc là phải làm một cái gì đó nó rộng để cái sự đầy tràn của cái khoảng trống đó nó ngập vào bên trong, và mình sẽ là cái người để thưởng thức cái đó. Vì nếu mà mình không gói nó lại trong một cái khung cảnh, một cái gì đó nó không còn nằm trong cái sự nắm bắt của các cái giác quan của mình nữa, thì cái câu mà luôn luôn tâm niệm để làm đó là make it possible possible, có nghĩa là tạo ra khoảng trống để cái sự ngập tràn đầy tràn đó nó tràn vào từ ngoài nó, mình hưởng thụ nó. Thì khi mình hưởng thụ được cái đẹp của nó rồi thì mình bắt đầu mình phải phát sinh ra cái tình cảm, phát sinh ra cái sự yêu mến đó, và lúc đó thì mình yêu thiên nhiên một cách vô hạn và không còn cái giới định được, và giữa mình và thiên nhiên nó xóa nhòa cái ranh giới. Thì đó là cái
cái cách thức mà được là cái trống, thực ra nó không phải trống mà thực ra nó là cái báo quanh nó là một cái sự đầy tràn của thiên nhiên, đầy tràn của nước dấu, đầy tràn của cảm xúc. Mà khi mình bắt gặp nó rồi thì cái tâm hồn của mình lúc đó nó sẽ trở nên sống động hơn, nó trở nên thú vị hơn và nó trở nên có cái sự đồng điệu với. Vâng. Trong cái phần trình bày của anh Vinh thì cũng có nhắc đến yếu tố là tự nhiên và yếu tố tạo hình, hay chính xác hơn là bối cảnh và công trình. Thì cũng xin được hỏi kiến trúc sư Xuân Minh, anh cũng là một người làm rất nhiều công trình kiến trúc và kể cả các công trình kiến trúc cảnh quan ở Huế, chắc cũng có một cái sự tương đồng với bối cảnh với các cái dự án như là Cồn Dã Viên hay là không gian Lê Ba Đảng, thì sự của anh về bối cảnh cũng như là các cái không gian tạo hình, phương thức tạo hình. Chắc là anh không phải là nhà thơ rồi, nhưng mà nhìn ở khía cạnh nào đó thì anh có thấy cái sự tương đồng nào hay là có những ý kiến gì với cái phần đặt vấn đề của anh Minh vừa trên không? Xin mời anh Minh. Vâng, anh Minh nghe bật mic giúp nhé. Vâng. Là hôm nay nghe anh Vinh nói đi, còn sẽ không có ý kiến. Vì dù sao anh Vinh là một người rất là am hiểu về Huế và nghiên cứu về kiến trúc, về cảnh quan, về cái tính thân thể nói nhiều. Nên ghi nhận những cái lời của anh Tuấn Anh và nghe là chính. Anh Minh có một cái câu hỏi hay một trao đổi gì thêm cùng không? Để góp vào cái phần thảo luận. Dạ, thôi ạ. Hôm nay nghe ạ. Hôm nay anh Vinh thế nào mà toàn các đồng nghiệp rất là kiệm lời với anh Vinh nhỉ? Toàn xin được lắng nghe nhé. Ok, thế chắc là phải hỏi anh Vinh một câu. Vâng. Thì trong các cái như thầy Sử cũng nói đấy, tức là khi mà quan sát vào các công trình của anh thì thấy rất là rõ cái đặc trưng về cái việc là anh cũng có quan niệm về một cái tính gọi là cân bằng trong tự nhiên, tức là bản thân là khi chúng ta làm kiến trúc thì chúng ta cũng đã lấy đi một thiên nhiên một phần nào đó, không gian hay là các cái này trong tất cả các cái công trình cảnh quan nói riêng của anh, hay là các cái suy nghĩ của anh về các cái công trình cảnh quan nơi mà cái việc kiến trúc và con người can thiệp vào thiên nhiên rất là rõ ràng, thì theo anh thì anh có một cái quan niệm gì về cái cách gọi là sử dụng các cái tài nguyên về thiên nhiên, về cảnh quan này không? Chúng ta ứng xử như thế nào trước cái việc mà chúng ta cần phải tạo ra những cái không gian cho con người và lấy đi một phần thiên nhiên? Vậy thì cân bằng, cái tính bù trừ của thiên nhiên nó vẫn được toàn vẹn như cái cách mà anh đang suy nghĩ, nói riêng về các cái công trình của anh cũng như là có thể những cái quan điểm cá nhân của anh khi nhìn nhận đối với các công trình cảnh quan nói chung ạ. Vì ở đây thì cũng có rất nhiều các anh chị em đang làm, có thể chia sẻ thêm, mở rộng thêm cái phần này nếu được. Đã. Cảm ơn Tuấn Anh, cảm ơn các anh chị tham gia chương trình. Thì đúng là câu hỏi Tuấn Anh là một câu hỏi rất là hóc búa và nó rất là thời sự, bởi vì hiện nay chúng ta đều thấy rằng là có cái rất nhiều quan niệm rằng là chúng ta làm kiến trúc thì chúng ta lấy đi của thiên nhiên và chúng ta phá hủy cái sự cân bằng. Thì đó là một cách nghĩ. Nếu mà chúng ta hiểu thiên nhiên và chúng ta yêu mến thiên nhiên thì cái chúng ta tạo ra là một cái phần làm cho thiên nhiên trở nên đẹp hơn. Để minh chứng điều này thì chúng tôi cũng có cái phần lý giải. Thứ nhất là chúng ta thấy kinh thành Huế được xây dựng không phải trên một cái nền tự nhiên cố định mà không có sự thay đổi. Vì nói là trong cái đạo đức kinh nói rất rõ rằng là chúng ta phải can thiệp vào tự nhiên trên cái tinh thần đó là có cái sự bù đắp, cái sự dịch chuyển, mà cái dịch chuyển bù đắp đó nó tạo cho thiên nhiên có được một cái sự cân bằng tốt hơn. Vì khi thiên nhiên có cái sự tham gia của con người thì cái thiên nhiên đó nó là các cái việc như là cháy rừng, các cái việc là xâm thực, tất cả những cái hiện tượng đó đều là những cái hiện tượng của thiên nhiên, chứ không phải là chỉ do cái tác nhân là do con người tạo ra. Đương nhiên nhìn ở cái góc độ tổng thể thì chúng ta thấy có những cái sự can thiệp mà thiếu hiểu biết thiên nhiên thì nó tạo ra cái tự nhiên, thì cái sự can thiệp đó nó sẽ trở nên là một cái sự cân bằng mới, và sự cân bằng đó nó giúp cho thiên nhiên và con người sống cùng với nhau. Như chúng ta quay trở lại, như chúng tôi nói là kinh thành Huế là phải cải chỉnh trị cái sông Kim Long và trở thành cái gọi là trở thành cái kinh mà thì hồi tỉnh tắm trước là cái dòng sông Kim Long chảy qua, chạy cắt qua và kết nối vào cái ngã ba để quay đi về cái hướng Thuận An. Thì Phú Gia Long thì đã cho chỉnh trị và chuyển cái dòng sông này ra khỏi vị trí kinh thành và đẩy ra cái
cái hồ Thanh Hà sau. Thì như vậy thì đã có sự kỳ thị dòng sông để làm sao cái lượng nước đổ từ trên thượng nguồn về nó vẫn không bị nó cân bằng với cái dòng chảy, và nó không làm thu hẹp dòng chảy, và cái sự mở rộng đó nó còn làm tăng lên cái khả năng là lưu thoát nước, và nó tận dụng là cái dòng sông cổ đó để trở thành những cái điểm cách của vua Từ Đức. Thì chúng ta thấy lăng của vua Từ Đức là một cái lăng mà có cái tính kỹ cao rất cao, và có một cái nghệ thuật về tạo hình rất là độc đáo, bởi vì bản thân vua là một nhà thơ rất là nổi tiếng. Chính vì thế mà cái bố cục của toàn bộ cái lăng Từ Đức là một cái bố cục không phải tương đối, nó không theo những cái niếp tạo hình dựa theo địa thế của các quả đồi. Và các quả đồi được bảo tồn gần như toàn vẹn, và các công trình được xây dựng trên từng cái quả đồi nhỏ như vậy để tạo lên một cái tổng thể. Thì cái sự liên kết của nó đã có sẵn ở trong thiên nhiên, và cái sự vận dụng cái địa thế đó để tạo cái công trình để hòa lẫn những cái kiến trúc, thì đó là hai cái ví dụ nó rất là rõ ràng mà chúng ta có thể tìm nhận thông qua kinh thành Huế. Chúng ta sẽ rất rõ là thiên nhiên, chúng ta nếu biết hiểu thiên nhiên một cách tường tận, chúng ta có thể can thiệp để chúng ta tạo đến một cái nơi chốn mà đó có sự cân bằng, cái sự hòa hợp, và cái đẹp của thiên nhiên kết hợp với cái tâm hồn của con người thì nó cũng tạo đến nơi chốn đầy đủ ý nghĩa, chứ không phải là chỉ là cái sự phá hủy. Thì đó là cái trong cái quá trình làm việc và nghiên cứu thì có gì. Vâng, em cảm ơn anh Linh. Mời chị Quỳnh ạ. Chị Quỳnh cũng đã theo dõi từ đầu đến giờ. Chị có ý kiến thì xin mời chị Quỳnh. Dạ vâng ạ. Anh Vinh ơi, thì em có một chút tò mò nên là cũng muốn hỏi anh Vinh là ví dụ như là trong những cái công trình của anh mà em thấy ở đây á, thì cũng như là thầy Sử cũng đã nói, hay là cũng như anh đã nói, thì mình đang có một sự tràn đầy và mình tạo cái trống rỗng để mình thu được cái sự tràn đầy đó ở trong cái khuôn đầu với một cái trống rỗng thì sao ạ? Rồi. Thì trả lời cái câu hỏi của Quỳnh là nếu mà mình làm cái trống rỗng để mình thu cái tràn đầy, thì bây giờ nếu mà mình xuất phát từ trống rỗng làm sao thì như thế nào? Nếu mà mình khái niệm đối lập ấy, tức là mình đặt cái khái niệm trống rỗng trong cái sự tràn đầy mà nó đối lập nhau ấy, thì mình sẽ thấy có cái thì nó cũng bản chất của nó là một sự so sánh và không có ý nghĩa. Còn nếu mà thật sự mà nói cái trống rỗng cái tràn đầy là một, thì cái trống rỗng này chính là cái space, tức là cái không gian để mình chứa đựng. Ví dụ như là trong cái tâm hồn của mình mà mình có cái tình thương với thiên nhiên thì chắc chắn là mình sẽ tiếp nhận nó một cách rất là nhẹ nhàng, dễ dàng, tức là nó có cái khoảng trống. Nếu như mà mình không có khoảng trống cho nó, mình không yêu thiên nhiên, mình không yêu cái cây cỏ, không yêu các loài côn trùng, thì mình gặp nó mình như là mình gặp gì đó nó đối lập lại mình, thì lúc đó cái khái niệm trống rỗng là một khái niệm đối lập, thì lúc đó nó sẽ hình thành lên cái sự nó phân biệt, tức là nó sẽ là dualistic, tức là cái được không cái thì chính cái đó là cái mình đã không còn trong cái không gian của cái sự tràn đầy nữa, mà mình vượt ra cái tràn đầy để mình đối lập nó với một cái khác nó. Thì như vậy thì nếu mà mình xuất phát bởi cái trống rỗng đã gọi là đã đạt đến một cái cảnh giới rất là cao, hay là mình đang đầy ắp những cái kiến thức về cái sự trống rỗng mà gần như trong lòng mình không có cái sự trống rỗng cả, thì xin trả lời chỗ Em xin phép là hỏi rõ lên một chút, tức là những cái công trình của anh ấy thì em thấy là nó, tức là nó được diễn ra ở những cái nơi mà cái landscape rất là đẹp, tức là mình đã có cái thiên nhiên rất là nhiều rồi, thế nên là em chỉ tò mò thôi là anh sẽ thiết kế như thế nào với những cái không gian, và đấy là một cái sự tò mò thôi ạ. Cảm ơn Quỳnh, thì câu hỏi này cũng là một cái vì do cái khuôn khổ chương trình thì bọn anh này không có chia sẻ nhiều hơn những cái ví dụ, đặc biệt là những cái vùng đất mà được xem là thiên nhiên thì làm sao mình ứng xử. Thì theo cái kinh nghiệm thiết kế của anh thì tất cả các vùng đất đều có cái đẹp của nó cả. Cái hồ Tràm thật sự là trước đấy khi bọn anh làm thì đó là một cái cánh đồng lúa, một cái cánh đồng bỏ không có bỏ hoang, vùng này là một cái rừng tràm, sau đó người ta chặt đi hết, sau rồi là người ta mới trồng lúa để người ta sinh sống theo cái chương trình khai hoang.
Thì khi bọn anh đến thì bọn anh đọc lại lịch sử thì bọn anh thấy rằng là nếu mà mình quay trở lại, mình phục dựng nó lại thì nó sẽ tươi đẹp thôi. Thì cái quá trình nghiên cứu đó và nó làm cho anh cái vực tin rằng là nếu mà trồng lại cái cây đấy để trồng lại, và sau khi trồng thì chúng ta có một cái khung cảnh như vậy, chứ còn trước đây nó là một không có một cái ngọn cây, nó chỉ có là những cái bãi cỏ hoang thôi. Thì anh nghĩ rằng là thiên nhiên về bản chất chỗ nào nó cũng có cái giá trị của nó, rồi có khả năng là mình tái cấu trúc lại cái hình ảnh ngày xưa của nó do cái sự can thiệp lúc nào đó của con người mà họ chưa nhìn nhận ra được cái vẻ đẹp đó, thì mình lại người cuối cùng lại. Thì anh nghĩ như vậy. Thứ hai nữa là cái Lê Ba Đảng để người ta cày xới vùng đất này để người ta xây dựng các cái công trình, nhưng mà xây nửa chừng thì người ta chuẩn bị thì người ta bỏ hoang, và khi bọn anh tới khảo sát thì cái vùng này là cái vùng hoang mà nhiều người họ không tin là có thể biến thành một cái nơi tươi đẹp như vậy. Và khi họ ta dự cái lễ khánh thành, người ta cũng hết sức đầu tư là sao mào hiệp chọn cái vùng đất đó để xây dựng. Thì anh nghĩ rằng là cái việc đẹp xấu cái là do cái tình yêu mình đối với nó, còn nếu mình có một cái tình cảm đối với nó thì mọi thứ nó có thể đến tươi đẹp và mọi thứ nó cũng sẽ quay về cái bản thể của nó. Đó là một cái thiên nhiên mà làm. Cảm ơn anh Vinh ạ, em rất thỏa mãn với câu trả lời của anh. Mời nhà nghiên cứu Nguyễn Sử có thể bổ sung thêm thì không ạ? Em chia sẻ một chút về câu hỏi của Quỳnh. Thì thực ra là theo em thì mọi thứ đều xuất phát từ cái sự trống rỗng mà như Quỳnh đang hỏi. Bởi vì thực tế là khi mà nói anh Vinh nói kiến trúc thơ ca, thì thơ ca bản chất là sự trống rỗng mà. Thơ ca chỉ có dẫn lên cái trí tưởng tượng của chúng ta, và đấy là điều không tồn tại. Và điều thứ hai là phần một là hư với từ kết hợp, thì nó sẽ tạo ra thành một cái ý niệm tổng hợp lại chung với nhau. Còn quay lại cái việc mà từ cái chỗ không có mà không có ưu điểm về mặt tự nhiên ấy, thì trong triết lý về xây dựng vườn của người Nhật hay là người Trung Hoa thì đều có một cái câu cực kỳ căn bản, nó gọi là cái trật tự tự nhiên vốn có, chứ không phải là tạo ra cái mà trong tự nhiên không có, mà cái thứ hay nhất của chúng ta đó là sáng tạo nên cái thứ gần gũi với tự nhiên nhất. Thì đấy đều là cái thứ mà quay trở về với tự nhiên, chứ không phải là một thứ gì đó chúng ta tưởng tượng, chỉ chẳng qua là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta tạo ra thôi. Về mặt trong các cái nguyên tắc tạo vườn của Trung Hoa ấy, thầy sử tôi thấy là Trung Hoa họ can thiệp rất nhiều vào tự nhiên ấy, nhưng mà cũng chúng ta vẫn nhìn thấy một cái tự nhiên mới của con người tạo ra mà cũng rất là dễ chịu. Thì cái việc này nó có xét trên cái quan điểm tức là mình can thiệp vào tự nhiên. Em nghĩ là điều này quay lại cái câu của anh Vinh mà nãy có nói ấy, đó là xuất phát từ một cái tình yêu thiên nhiên. Nếu anh không có xuất phát từ cái điểm đấy thì sẽ không tạo ra cái gì mà có thể gần gũi với tự nhiên được, và không coi mình là nằm trên tự nhiên. Và chúng ta bây giờ là chi phối tự nhiên, kiểm soát tự nhiên, nhưng thực tế rằng là chúng ta vẫn luôn luôn nằm ở trong tự nhiên, cho nên là khiêm tốn với tự nhiên và chú trọng cái vẻ đẹp của tự nhiên, thì đấy là cái ý niệm gốc nhất của cái việc mà xây dựng. Đây cũng là một vấn đề khá là thách thức. Xin hỏi anh Minh Quang, anh cũng đã có đủ thời gian để quan sát và có thêm ý kiến gì chưa? Thì bây giờ như vậy, em nhìn cái slide, qua cái slide của anh á, em thấy nó có mấy cái này về mặt cảm nhận cá nhân. Đầu tiên là vô em thấy nó rõ ràng, đó là kiến trúc phẩm sinh học rất là rõ ràng. Mình thấy rất nhiều kỷ niệm về thiên nhiên là anh mượn vô, và sau đó anh cải biên nó cộng với cảm xúc cá nhân, anh chuyển nó thành cái hình ảnh, thành những cái cấu tạo, những cái rất là rõ, nó không có được một định nghĩa. Còn em cũng rất là tò mò về cái kiến trúc thi ca ở đây á, thì mình sẽ hiểu hai ý nghĩa, đó là về mặt cảm xúc cá nhân, hai là đúng cái chữ thi ca của nó thì nó có những cái câu chuyện, có những cái cảm xúc, có những cái mượn nó giống như ngày xưa người ta mượn văn, người ta phổ thơ, hay là từ thơ tới phổ nhạc. Thì em rất là tò mò cái hơi ký thi ca này nó chuyển vô kiến trúc là như thế nào. Thì em rõ ràng em rất là khó thấy, vì nãy giờ em nghe trình bày thì chủ yếu là về mặt cảm xúc cá nhân của anh nhìn vào cái thiên nhiên có rất nhiều kiếp sư, có nhiều cái định nghĩa, có nhiều cái trường phái kiến trúc đã làm rất là nhiều và nó thành một cái rất là nhiều người theo. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nó có tương tự như chị Quỳnh nhưng có lẽ nó hơi khác một tí xíu, là một kiếp sư rất là nhiều người làm, thì có lẽ em hiểu là xuất như vậy nó có một cái may mắn hoặc là một cái môi trường công việc. Thì rất là nhiều công trình ở đây, các bài slide rất là rõ, thì em thấy là chủ đạo thiên nhiên rất là tốt. Tốt ở đây em không nói là cây nhiều hay là đẹp hay là xấu, nhưng cái khoảng không gian rất là lớn và mặt khối lượng rộng tỉnh sẵn thì là thoải mái. Thì ở đây em đặt câu hỏi ngược lại là rất là tiếc là em không được xem cái kiến trúc thi ca này, cái chuyển biến này ở trong một công trình hẹp hơn,
nó căng thẳng hơn. Lúc đó chúng ta là một rất là khác hoàn toàn. Vậy thì cái tính thiên ca nó thể hiện ngược lại của công trình cụ thể ra sao? Tại vì cái đây là cái thực tế mà chúng ta đang đối mặt rất là nhiều, và gần như là em nghĩ là chắc gần 100% kiến trúc Việt Nam và cả thế giới đang không còn nhà biệt thự, nó sẽ không còn đất được mà làm. Lúc đó đầu tiên cái chung cư rồi chúng ta bay trên mây lên vũ trụ rồi, chúng ta đang loài người, chúng ta đang tiến tới mức vấn đề đó. Thì em thật sự rất là tò mò, không có lẽ là vì công việc của anh nó anh không chia sẻ vẫn ở đây, thì em rất là tò mò. Đó là cái thứ hai, thì em muốn đặt hai câu hỏi đó cho anh Trang Vinh này. Tương Quang này có hai cái câu hỏi. Thì bản thân cá nhân anh thì cái đầu tiên thì anh cũng không có cái ý định từ đầu rằng là kiến trúc sinh học hay khu phòng sinh học, bởi vì anh đang nói là ban đầu là với thiên nhiên nhất, nó có cái sự hòa hợp nhất đối với thiên nhiên, thì cái đó là bọn anh sẽ làm. Chứ không phải là bọn anh ý một cái hình ảnh có sẵn rồi mình mới diễn tiến nó bằng một cái chương trình, một cái ý định sử dụng để rồi tạo hình ra. Quan điểm là bọn anh cái này giống cái kia, thì nó giống thì như muôn vàng cái sự thể trong cái thế giới vũ trụ này, thì giống hay khác nó là do cách nhìn của mọi người. Thì bọn anh không đi, quan điểm bọn anh là không đi sâu vào cái việc phân tích nó giống hay không giống. Cái nội dung đúng là mình cũng có những cái may mắn khi mình có được cái vùng đất để có thể mình thể hiện ra được cái ý tưởng, thì đó là một cái sự may mắn. Nhưng anh cũng không nghĩa rằng là cái hẹp nó không có ý nghĩa của nó. Năm 1995 thì bọn anh đã xác định rằng là cái chất thi cá của Hội An nó không nằm ở những cái con đường lớn như là Trần Phú, như người Thái học, mà nó nằm trong các con hẹp. Và chính các con hẻm ăn thông từ cái đường này qua cái đường kia, nó tạo lên cái hồn của Hội An. Và ở đó, và để cho nó có cái chất bình dân của nó trong cái sinh hoạt như vậy, thì cái Hội An nó có đầy đủ của một cái khu đô thị cổ, mà ở đó cái vai trò của người dân, những cái tầng người ta có không gian để người ta thể hiện. Anh nghĩ cái nằm cái bản chất của cái thơ ca nó không, hoặc là cái hồn của nơi chốn nó không nằm ở cái quy mô tỷ lệ, mà nằm ở cái sự hòa điệu giữa mình với khung cảnh, giữa cái công trình kiến trúc đó với cái chất của cái vị thế, thì nó sẽ tạo lên phải là một không gian lớn. Vừa rồi thì bọn anh cũng có làm cái bảo tồn là cái khu phố cổ Gia Hội và Bảo Vinh, thì bọn anh cũng đi hướng đến cái việc là giữ lại những cái con phố nó rất là bình dân như vậy, rất là nó mới ra cái hồn của nơi chốn, chứ không phải là làm đá nó rải lát đá lên làm cho sang trọng lên. Thì khi làm sang trọng lên thì nó mất cái chất của một cái đô thị cổ vốn xưa cũ. Nó quan điểm của anh thì công trình hẹp hay là lớn hay là rộng, rồi bối cảnh hẹp hay là bối cảnh lớn, nó đều có những cái bài toán của nó, và nó đều có cái câu chuyện của nó. Cái vấn đề là khi mình hòa nó là một thì mình sẽ thấy cái vẻ đẹp hiện lên, và lúc đó cái định xin cảm ơn Quang. Anh Quang có dạ cảm ơn anh Vinh. Thật ra anh Vinh trả lời em rất là hiểu. Em đang nói ở đây là góc độ là trong một cái thời gian hạn hẹp như vậy, trong một cái bài slide như vậy, thì ở câu hỏi thứ hai em quay ngược lại hỏi thứ hai trước. Là thật ra em rất là hiểu cái cách mà mình dùng cái ngôn ngữ thơ ca công nhất thôi. Em tiếc là em nếu như bài slide này có trang một công trình nhỏ, một cái nhà phố nhỏ trong một cái phố hẹp, thậm chí nó lao động nó như thế nào đó, nó ở một cái khắc nghiệt, thì có lẽ là mọi người sẽ hiểu rõ hơn, chứ không phải là em không hiểu, mà em nói là rất là về cái nhất quán trong cái ngôn ngữ kiến trúc thơ ca của anh nó sẽ rất là rõ. Thì ở đây rất là tiếc như vậy, nó không có, cho nên thì mọi người dễ hiểu sai là nó đẹp quá. Rồi đó là câu hỏi thứ hai em khẳng định như vậy. Còn câu hỏi thứ nhất á, em quay lại có một cái ở đây mình không cắt nghĩa là mình đây mượn hay là giống hay không giống, nhưng mà rõ ràng thì cá nhân, tại vì kiến trúc nói cho cùng á, suy tưởng của kiến sư hay là suy nghĩ hay là một cái gì đó ấp ủ trong trái tim chúng ta phải thể hiện nó bằng hình ảnh rất là cụ thể. Cái hình ảnh này đôi khi ý thì cái người xem á, người ta cảm nhận mỗi người mỗi kiểu, thì công trình kiến trúc rất là vui, tại vì nó là một tác phẩm nghệ thuật mà. Thì ở đây em đang chia sẻ quan điểm cá nhân của em, thấy rằng
tất cả mọi thông tin, ba cái slide thì em đã rằng đây là ba cái tác phẩm điêu khắc mà nó đang mượn cái thiên nhiên là một cái nền tảng rất là cũ, nó rất là hiện hữu. Ở đây là nó là một cái điểm chấm nhấn phá trên cả một cái nền tảng màu xanh, một cái nền tảng rất là đẹp như vậy. Thì thật ra mượn cái này để em có gợi ý một chút xíu là không phải là so sánh, nhưng mà ở trên thế giới họ họ có nhiều cái thủ pháp. Ở đây là một thủ pháp của anh lùi lại đúng nghĩa. Có thể là em nói ví dụ như này, anh Vinh suy nghĩ cùng với mọi người, có những công trình họ làm cực đoan tới mức độ chấp nhận kiến trúc là không làm gì để bảo vệ, để hưởng thụ cái tốt nhất mà cái nơi chúng chúng ta đang có. Ví dụ ở hai cái địa điểm, một cái công trình trên một cái rừng chẳng hạn, họ sẽ không làm một cái tác phẩm điêu khắc, thậm chí nó chỉ là những tấm sàn trong veo luôn. Ví dụ vậy, đó là cái thứ nhất. Ở một không gian lớn, không gian hẹp thì ở Nhật này rất là rõ, nhiều công trình như Sejima chẳng hạn, họ làm công trình trong veo, gần như nó không hề hiện hữu trên một khu phố như vậy. Và vài công trình coi như là một khoảng đệm công cộng luôn, thì nó cũng là một thủ pháp. Ở đây không phải so sánh anh Vinh với là người khác, nhưng mà để mình làm rõ cái vấn đề về phẩm sinh học hay không, hay là mình lùi lại mình hưởng thụ. Tuy nhiên chúng ta thì em thấy là ở đây cái slide cái quan cảnh nó đẹp quá, có thể là quan cảnh rất là có, và chúng ta chấp nhận lùi lại hoàn toàn 100% như vậy luôn, tới mức độ của một cực đoan như thế. Thì đó là một cái phương pháp khác, nhưng mà em cảm nhận cá nhân em thôi, em nhìn vô em thấy công trình của ba cái slide này nó là ba tác phẩm điêu khắc rất là rõ, và nó có một thể tích kiếm ở đây mà chúng ta nếu mà hiện thực hóa được, chứ không hẳn hoàn toàn là nó nhẹ nhất có thể. Chúng ta như ta thấy là cảm nhận cá nhân của em, thì em không hiểu là cái tính mà trong trẻo á là nó như thế nào, thì anh có thể tách rõ hơn vấn đề này, chứ em không có phán xét là nói thế này hay thế kia, tại mỗi người một quan điểm mà, thì nó sẽ không chết. Chứ chúng ta đưa ra một ý tưởng chúng ta vào đầu và rất là phải rất là đồng ý với anh, là khi bản thân em cá nhân em làm, em cũng không có đặt nặng vấn đề hay một đường hướng ngay từ đầu. Chúng ta để cho nó nhiều cái dẫn và nó gần như mang tính duy nhất tại thời điểm đó ở trong cái cá nhân chúng ta, để tôi thỏa mãn và dừng lại công việc. Nếu không thì không bao giờ chúng ta kết thúc công việc cho cái người sử dụng trực tiếp công trình đó. Dạ, đó là cái trả lời của em này. Hôm nay thầy sư có cái câu hỏi gì á thầy sư? Còn một câu đó là sáng tạo là thuận theo ý Chúa, vì Chúa là đấng sáng tạo, phải không anh Vinh? Đây là một câu của anh Thọ ở trong lớp dịch. Anh Vinh nghe rõ câu hỏi không ạ? À rồi. Thứ nhất là cảm ơn cái câu hỏi của Thọ. Thì bản thân là người theo đạo Phật thì chứ không theo Thiên Chúa giáo, nhưng mà ở cái câu hỏi này thì hiểu rằng là cái sáng tạo là được cái sắp đặt sẵn kiến chủ quan của con người tạo ra. À, thì bản thân thì thấy rằng là nếu mà gọi là Chúa là một cái đấng tối cao, mà cái tối cao này thì nó cũng kiểu trong Phật giáo thì quá như là cái thiên nhiên nó có cái có những cái mà cái quy tắc của nó, có những cái ngôn ngữ của nó về cái sự hòa hợp. Và nếu mà chúng ta thuần theo được cái thiên nhiên này, hay là cái gọi là cái sáng tạo mà của một cái thế giới thiên nhiên rộng lớn mà chúng ta có thể sáng tạo, và nếu mà chúng ta đồng nghĩa với sáng tạo là ý Chúa, thì thật ra câu này cũng không có, quan điểm cá nhân thì không có gì sai. Câu này nó cũng hoàn toàn, nếu mà chúng ta nghĩ là Chúa là một cái gì đó của siêu nhiên, của một cái trật tự của thiên nhiên rộng lớn, thì đó, cái đại thể đó, thì trong Phật giáo cũng có một cái ý niệm như vậy, tức là thiên nhiên là coi như là một cái vị Bồ Tát lớn, gọi là và một cái người mà có thể là bán phát rất là nhiều các cái giá trị cho sự sống con người. Nếu mà chúng ta hiểu và chúng ta là một với thiên nhiên, và chúng ta gần với tự nhiên nhất, gần với cái quy tắc của cái đấng sáng tạo tối cao, thì quan điểm cá nhân thì thấy cái câu này không có mâu thuẫn gì cả. Và nếu ta mở rộng cái ý niệm ra, cái Chúa đây cũng phải là một người hay là một cái đấng sáng tạo mà ở đâu đó chỉ xuống phải làm thế này, phải làm thế kia, mà nó Chúa Trời ấy, tức là một cái quy luật và tính chất tổng quan bao quát, và có một cái toàn thể của nó, thì cái này chính là cái sáng tạo theo cái đó, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự hòa. Xin cảm ơn anh Vinh, cảm ơn anh Thọ và câu hỏi rất thú vị.
Anh Vinh ơi, em xin phép được hỏi anh một câu mà nó cũng liên quan đến cái sự thắc mắc của một số anh chị em theo dõi trên webinar, cũng như là với cái chủ đề chính của mình là kiến trúc thi ca. Thì anh Vinh cũng có chia sẻ là đứng trước một công trình hay là đứng trước một cái dự án thì mình thường tìm ra một thơ, có thể là một cái khổ thơ 4 câu chẳng hạn, hay là một bài thơ. Sau đó dựa vào cái bài thơ đó thì mình để tiếp tục tạo hình hoặc là tìm đến cái cách tổ chức không gian theo cái hướng cảm xúc đó. Thực ra bài thơ nó chỉ là một cái biểu hiện của cảm xúc thôi, đúng không ạ? Đó, vậy thì xin hỏi anh là sau khi một cái hình tượng thơ ca, hay là cái thơ ca nó là cái chất dẫn ban đầu, rồi còn cuối cùng kiến trúc nó vẫn trở về với là một công trình kiến trúc đó, thì có một số bạn cũng thắc mắc là trong cái quá trình mà theo dõi cái phần trình bày của anh Vinh ấy, thì khi mà đặt phần ngữ lên rồi thì mọi người chưa cảm nhận được cái tính thơ ca, có thể là do cũng chưa có trực quan trực tiếp mà còn chỉ qua hình ảnh. Thì cũng muốn hỏi anh Vinh làm rõ thêm cái lý giải này, cũng như là cái thắc mắc này của các bạn. Vậy. Cảm ơn cái câu hỏi rất là thú vị. Thì phải nói là nó câu hỏi này cũng có thể đóng được cái chủ đề này hôm nay. Cái thứ nhất là cái thi ca và cái khi mà mình thiết kế như vậy thì sau này cái sản phẩm nó tác động đến cái cảm nhận của cái người sống trong nó như thế nào. Thì qua một cái quá trình tham khảo và lắng nghe rất là nhiều các người ta đi vào các cái công trình do mình làm theo cái hình thức kiến trúc thi ca đó, thì cái đầu tiên là người ta cảm thấy rằng là các cái không gian này nó có sự biến đổi rất là lạ lùng, là mỗi cái thời điểm đi tham quan là một cái thời điểm khác nhau. Và cái thứ hai là khi người ta bước đến đó thì tự nhiên trong người ta lại nảy sinh, người ta không quan tâm tới nghệ thuật thì bây giờ người ta tới người ta cảm thấy nghệ thuật là nó đầy áp trong cả. Nếu trước đây người ta xem là cái nhà chỉ là các cái cung bình thường thì người ta đến đây người ta cảm thấy là nó có những cái phần khác biệt nữa, nó có những cách nhìn khác và nó có những cái góc khác ở trong tâm hồn mình. Rồi họ lại có ý định làm nhà, có cái ý định là sẽ xây dựng cho mình một cái nơi chốn để về, và họ có cái ý định là phải bắt đầu ngay việc là làm một cái nơi để cho mình có thể tận hưởng được các cái giá trị của cái cuộc sống. Thì đó là những cái rõ nhất cái giá trị của không gian mang lại. Còn những hình ảnh đã chiếu thì chắc chắn không bao giờ có thể thể hiện được, kể cả ý thơ nó cũng thể hiện được, bởi là cái nghệ thuật nhiếp ảnh là một nghệ thuật mà dùng mặt khác, còn cái nghệ thuật của thi ca là nghệ thuật nó phải cần một không gian bao phủ. Nếu mình tới một địa điểm khơi gợi trong người mình cái chất thi ca đó, còn không thể dùng hình ảnh để mà nói rằng là hình ảnh đó có ca hay không thi ca, vì cái đó nó chỉ là cái ghi lại tại một cái instant, là một cái giây phút đó, thì nó không thể thể hiện hết cái tinh thần. Chính vì vậy mà để mà hiểu rõ cái này thì chúng ta tận hưởng, chúng ta xem rồi chúng ta sẽ thấy được rằng là nó tác động như thế nào đối với cái cảm giác, cái cảm xúc con người. Chứ còn không thể dùng hình ảnh để mà bộc lộ ra hết cái tinh thần của nơi chốn, hay là cái ý niệm thiết kế nó chỉ là góc độ nào đó rất là cơ bản thôi, chứ nó cũng không thể. Cái lời mà như đã nói, nghệ thuật kiến trúc hay là nghệ thuật thi ca là một nghệ thuật nó phải gắn với một địa điểm, nó phải gắn với nơi chốn. Nếu rời ra khỏi nơi chốn và rời ra khỏi địa điểm đó thì cái này không còn ý nghĩa. Ví dụ như một cái bài thơ mà của người Du viết cho Huế thì chúng ta phải đến đó chúng ta mới cảm biết được cái hồn của nó, còn chúng ta nghe nó âm thanh nó có vẻ nó không hòa điệu lắm. Thì vì bản chất kiến thức thi ca là cần sự hòa điệu, chính vì thế mà khi mình thưởng thức thì mình cũng phải hòa vào nó thì hiểu được người đó. Thì đó là thấy cho cái lời giải thích thì trả lời cho Tuấn Anh các bạn đã xem chương trình về cái cao. Xin hết. Vâng, hôm nay thì chúng ta cũng có hơn 2 giờ đồng hồ thảo luận và trao đổi, đặc biệt là nghe được những chia sẻ rất là cá nhân từ anh Vinh. Thế đây là một chủ đề mà cá nhân tôi khi thực hiện chuẩn bị cùng với anh Vinh và ekip của Lixiu Kiến Việt và Avohap thì cũng cảm nhận rất là nhiều những cái cảm xúc. Thực ra nói mỗi người đều có những cái cách riêng của mình. Thế nhưng mà cái cách của anh Vinh khá là đặc biệt, ít nhất đặc biệt ở cái khía cạnh là cái cảm xúc nó thường đến từ những cái tứ thơ. Và anh Vinh cũng rất là say mê khi nghiên cứu và đề xuất một cái khái niệm là kiến trúc thi ca. Chúng tôi cho rằng đây là một cái từ trong ngoặc kép để chúng ta không quá mất công phải giải thích nó. Thực tế là đằng sau đó, qua cái phần trình bày, qua địa điểm,
và tạo dựng nên các cái không gian gắn bó với hoạt động của con người và biến nó thành những cái nơi chốn. Và mỗi một công trình, mỗi một cái nơi chốn đó nó một và chỉ một, nó không có một cái tính lặp đi lặp lại được. Và mỗi một cái hồn tạo tác của một kiến trúc thì nó hòa quyện lại trở thành một cái thực thể duy nhất tại cái vùng đó. Và đó cũng là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ rằng là cái cách nhìn tiếp cận kiến trúc nó hơi mang tính chất là bên khía cạnh nghệ thuật. Thì trong cái phần trình bày của anh Vinh thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều anh chị em cũng đã có cái sự phản thể cũng chưa thỏa mãn hết. Nhưng theo tôi thì khi làm việc với anh Vinh thì cũng đều hiểu rằng đây là những cái suy nghĩ cá nhân của anh Vinh, mang tính chất là chia sẻ cảm xúc, và anh Vinh cũng không cho rằng đây sẽ là một cái gì mang tính chất gọi là đóng khung hay là phải là như vậy trong các công trình khác, chỉ là những tìm hiểu và hiểu hơn cái cách hành nghề của những người đang làm việc trong lĩnh vực kiến trúc cũng như là kiến trúc cảnh quan. Hôm nay còn rất là tiếc anh Vinh cũng chưa nói sâu về kiến trúc cảnh quan di sản, đó là những cái nghiên cứu của anh Vinh rất là sâu. Đấy, thì trong một cái thời hạn hẹp của chương trình, những cái triết lý, những cái quan điểm của anh Vinh và cả những cái thực hành cụ thể theo chúng tôi thì sâu xa hơn, đến khi tất cả những cái lý luận đó được đúc kết lại thì kiến trúc cũng vẫn hiện lên như một cái hình ảnh hiện hữu, và cái hình ảnh hiện hữu đấy nó cũng gây ra những cái cảm xúc và những cái tác động đối với con người. Đó chính là ngược lại, trước những cái hình thể đó nó có những cái lý lẽ gì, thậm chí nó có những cái đặc trưng về mặt triết học gì, mà thấm đậm ở đây trong cái phần trình bày của anh Vinh là những cái quan điểm triết học của anh Vinh liên quan đến cái tính Á Đông, tính phương Đông trong cái suy nghĩ của anh về nổi lên, nó nảy lên như những cái sự tương tác và làm gọi là cho cái phần kiến trúc của anh nó trở nên có phần thanh âm và màu sắc hòa quyện nhiều hơn. Thì cá nhân em cũng rất là cảm ơn anh Vinh đã dành thời gian và chia sẻ những cái góc nhìn rất là thú vị như vậy. Thì bây giờ thì thời lượng của chương trình kiến trúc Thika ALP Mini Talk số 7 tại đây. Và một lần nữa thì cũng rất là cảm ơn anh Vinh, cảm ơn các anh chị em, anh Minh, anh Quang đã tham gia vào phần thảo luận, cũng như là chị Quỳnh hôm nay có một phần dẫn chương trình rất là hấp dẫn. Đặc biệt là thầy Nguyễn Sự đang phụ trách các cái chương trình để nghiên cứu về mỹ học kiến trúc. Và suy nghĩ ngày hôm nay chúng ta sẽ còn tiếp tục thảo luận trong các cái nhóm thảo luận của cộng đồng kiến trúc. Và một lần nữa thì xin phép thay mặt cho Lịch Siêu, thay mặt cho X-Hub, Kiến Việt và AOHub, cảm ơn tất cả anh chị em đã tham dự. Đến lúc này vẫn còn gần 100 người trong webinar vẫn theo dõi. Vâng, xin mọi người bật mic ạ. Say goodbye và hẹn Vinh. Cảm ơn mọi người. Vâng. Cảm ơn mọi người. Anh Quang hôm nay có những câu hỏi phản biện rất hay. Cảm ơn anh Vinh ạ. Cảm ơn Cang ạ. Hy vọng được gặp anh Xuân Minh trong ALP Mini Talk tiếp theo anh Vinh nhé. Anh Xuân Minh. Hẹn gặp lại mọi người. Rồi, cảm ơn. Xin chào mọi người. Chào anh chị em. Chào tất cả các bạn đã theo dõi trên webinar. Cảm ơn nhiều.